thu hà xin chào cả nhà câu chuyện có tên là làm vợ đại bót thu hà sẽ đọc phun cả bộ chuyện này luôn bộ chuyện này của tác giả hồ thu hằng thuộc thể loại đó là ngôn tình này ngược sủng và rất là hài hước rất là chất điều mà lâm viên viên không ngờ tới đó chính là người yêu của cô lại có thể lén lút vụng trộm làm chuyện xấu hổ sau lưng mình quyết định uống say một trận ra trò nào ngờ khi tỉnh lại bên cạnh mình là bót tổng tài đại nhân phong kỳ chưa hết bót tổng nói cái gì mà cô cưỡng hôn hắn rồi còn hùng hổ tuyên bố là sẽ bao nuôi hắn còn không bao nuôi được thì cô lấy thân mà báo đáp đi cô không nhớ là có vụ này nha lâm viên viên anh yêu em này bót anh chưa uống thuốc phải không vâng đó là giới thiệu cũng như là một vài cái câu hội thoại ở trong bộ chuyện này Chúng mình cùng đọc luôn nội dung nhé. Lâm Viên Viên mệt mỏi, lê thân đi vào nhà. Mẹ nó, hôm nay không biết là bót ăn phải thuốc nổ gì mà cứ thâm trầm như là một quả bom nổ chậm. Hại cô không một giây nào thả lỏng hết. Cô hận chết anh ta. Cạch, đèn phòng ngủ vừa sáng lên. Lâm Viên Viên đã không nhịn được, muốn ngửa mặt lên trời mà hét lên. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy? Cùng lúc đó, đôi nam nữ đang say mê quấn lấy nhau trên giường cũng dừng lại mọi động tác, kinh ngạc nhìn cô. "Tiểu Viên, chị... thì ra là bạn trai cô với em họ của cô." Lâm Viên Viên khẽ thở ra một hơi. "Cứ tưởng có kẻ biến thái nào chứ." "Ý Khoan là bạn trai cô và em họ của cô." Lâm Viên Viên, hóa ra Mày đang bị cắm sừng. Tiểu Viên, anh em có phải bây giờ cô nên bật khóc rồi chạy đi không nhỉ? Chị à, em xin lỗi. cơ mà thôi đi, nhìn mặt con nhỏ em họ đang hào hứng ra mặt, cô ngay lập tức đá bay cái ý tưởng môn tình máu chó kia ra khỏi đầu, khẽ thả người lên chiếc sofa êm ái, hai tay đặt trên bàn trang điểm cô đưa mắt nhìn đôi nam nữ trên giường từ đầu đến cuối sau đó mới từ tốn nói xin lỗi vì phá hư khoảnh khắc hạnh phúc của hai người nhưng mà đây là phòng ngủ của tôi kia mà trong căn nhà này ít nhất phải có đến hai căn phòng cho khách chứ không để hai người đó tiếp lời cô quay lưng về phía bọn họ đưa tay chỉ chỉ đám quần áo la liệt trên mặt đất trước hết hai người mặc quần áo vào đi nếu không tôi sẽ không nhịn được mà chụp ảnh đưa cho báo lá cải đấy tiểu viên à mặc ứng vũ khó xử nhìn lâm viên viên đang nhâm nhi ly trà nhìn phản ứng của cô anh cũng không lo lắng là đàn ông thì đôi khi sẽ có những mối quan hệ bên ngoài nhưng thân mật mạc thiếu phu nhân luôn sẽ là của cô ừ. tổng cộng là một nghìn đô la hả gì nữa tiền thay giường lau sàn nhà dọn dẹp phòng còn phải xịt nước thơm nữa hai người định để tôi lấy tiền túi ra trả tôi thấy một nghìn đô la vẫn còn là hơi ít đấy lớp viên viên không hài lòng nhìn đôi nam nữ vẫn còn đang đứng hình ngồi đối diện mặc ứng vũ máy móc đưa bút ra ký cho cô một tờ chi phiếu cầm tiền trong tay cô cảm thấy vui vẻ hơn nhiều liền phất tay hai người đi được rồi đấy tiểu viên chuyện hôm nay mạc thiếu gia à hôm nay chúng ta chia tay viên anh sau này gặp tôi gọi một tiếng lâm tiểu thư cái cách gọi tiểu viên của anh thật khiến tôi buồn nôn đấy lâm viên viên em đừng quá đáng là đàn ông ai không có những mối quan hệ trước khi kết hôn nếu em rút lại lời vừa nói anh sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra mạc ứng vũ à anh nói tiếng người được không Mối quan hệ à? Quan hệ với em họ bạn gái mình à? Nực cười Anh mau cút ra khỏi cho bẩn mắt tôi Cô đưa tay đẩy đôi cầu nam nữ đáng chết này ra khỏi nhà Lướt qua khuôn mặt đang đầy áp vinh sự Cùng hào quang của một kẻ chiến thắng Đang nhìn cô Cô liền không ngại cho cô ta một nụ cười nhẹ Chẳng qua chỉ là thứ đồ bỏ đi Sao cô ta có thể canh kiệu như vậy chứ? Lâm Viên Viên Rồi em sẽ hối hận Hối hận cái em gái anh ấy Trước khi đi còn không chịu nổi cắn một miếng Thế ếu nào trước đây Cô không nhận ra anh ta sớm hơn Trong tiếng nhạc sập sinh Của quán bar Lâm Viên Viên mặc một bộ cánh màu hồng phấn Trên tay đang cầm một ly cốc tay Màu xanh đẹp mắt Không ngừng lắc lư theo điệu nhạc Đừng nhìn cô như vậy chứ Không phải người ta bảo lấy rượu giải sầu sao Lâm viên viên cô đây bị cắm sừng Nên cũng đến đây lấy rượu giải sầu Này cô em Sao ngồi đây uống rượu một mình thế Lâm viên viên lắc lắc cái đầu nhỏ Cố mở mắt ra Nhìn thứ ở trước mặt Đây là chó hay là gấu Cô em say rồi Tại đây anh đưa em về Ồ không cần đâu Cô cho mày Hắt đôi tay đáng kinh tởm Đang đặt lên eo của mình nhưng vì lực đạo quá mạnh, thân hình lại bị cồn quấy nhiễu, nên cô loạn trọng lùi về sau mấy bước. Đang nghĩ nên lấy dáng người nào ngã xuống cho đẹp, thì thân mình đã lao vào một lồng ngực ấm áp. Là sáu múi. Lầm viền viền mơ mơ màng màng hít mùi hương trên cơ thể người đàn ông, lầm bầm mấy câu, sau đó ngẩn khuôn mặt vì say mà trở nên đỏ ửng môi mềm mấp máy. Bót đại nhân, Phong Kỳ khẽ ôm lấy thiên hạ, giữ cho cô nằm yên ở trong lòng mình. Hắn đưa mắt nhìn vị thiếu gia lúc nãy còn ngả ngớn, muốn trêu chọc cô. Nay mặt đã cắt không còn một giọt máu, môi bạc khẽ khép mở. Ngày mai tôi không muốn thấy tay của cậu ta còn hoạt động được. Sau đó, bỏ lại tiếng hét kinh hoàng ở phía sau, hắn nhanh chóng bế cô ra xe. Hắc hắc, đại bót, không ngờ anh cũng có sáu múi đây Lâm viên viên say quắc cần câu rồi Không thèm kiêng rè vị ở trước mặt là ai nữa Bắt đầu đưa giọng sắc nữ ra Dở trò không trong sáng với con trai nhà người ta Nắm lấy bàn tay không an phận Đang dao động trên người mình hàn du cô điều chỉnh lại tư thế một chút Chậm chạp nói Ngoan ngoãn đi Ngày mai tăng lương cho em Đại bót Hôm nay anh thật là đẹp trai quá đi Đã say mà cô còn không quên chân chó một hồi Đại bót Tại sao anh lại đi ba Lâm viên viên chết cũng không sợ súng Bổ nhào vào lòng phong kỳ ra vẻ người lớn dạy trẻ con Đại bót à Anh không nên đến quán ba nha Lỡ ai nhìn thấy chụp ảnh bán cho bao lá cải thì làm sao Không thể để mất hình tượng được Hắn một tay giữ chặt cô trong lòng Một tay ra hiểu cho tài xế Có thể cho xe chạy Sau đó cúi đầu thổi khí bên tai cô Thế em sao lại đến quán bar Trợ lý riêng của tôi không thể làm loạn được Bót tôi nào có tôi rất là ngoan Bớt không được trừ tiền lương của tôi đâu Không trừ Vậy em nói xem Lý do em đi ba là gì Lâm viên viên ngồi trong lòng phong kỳ Lắc lý cười đến vui vẻ Bọt phải hứa tăng lương cho tôi nữa Tôi mới nói Phong kỳ đúng là xa mạc lời Cô gái trong lòng hắn Ngoài tiền lương ra thì còn gì nữa không Được rồi Tôi sẽ tăng lương cho em Bọt à tôi bị cắm sừng Tôi thật khổ sở quá đi Cười như vậy mà khổ sở sao Phong kỳ không khỏi Lắc đầu ôm cô chặt hơn một chút Hôm nay em chia tay bạn trai sao? Đúng vậy nha Tôi còn đạp đôi cậu nam nữ đó ra khỏi nhà nữa cơ Bọn anh nói xem Tôi có quá giỏi đúng không? Ừ Viên viên là giỏi nhất Lâm viên viên cao hứng không ngừng Đưa tay nhỏ kéo cổ áo của hắn xuống Hôn một cái lên đôi môi hắn Và cười Bót thưởng cho anh Phong kỳ sững người ba giây Sau đó liền cúi đầu chạm lên mũi cô hỏi Viên Viên, có phải người nào nói đúng em đều hôn như vậy? Đúng mà, mẹ tôi vẫn thường thưởng cho tôi như thế mà. Phong Kỳ đen mặt đưa tay nắm nhẹ lấy khuôn mặt cô dậy dỗ. Viên Viên, nhớ cho kỹ, ngoại trừ tôi, em không được hôn môi ai nữa đây. Cô mờ mịt nhìn hắn, chớp chớp mắt, ra vẻ là cô bé ngoan không hiểu chuyện đời. Hắn khẽ cười ghé vào tai cô thì thầm. Nếu không tôi sẽ trừ lương của em Khuôn mặt nhỏ nhắn liền nghiêm túc trở lại Chắc chắn nhìn hắn trịnh trọng gật đầu Ngoan, thưởng cho em Nói xong liền cúi đầu Ngậm lấy đôi môi mềm của cô Mà nhấm nháp Lâm viên viên khẽ trở người Bàn tay nhỏ không an phận Sờ soạng xung quanh Ồ, đệm nhà cô sao lại cứng như vậy Sao cô còn sờ ra cả mũi bụng Mới sáng sớm em đã nhiệt tình như vậy sao? Hử? Ừ. Sao cô lại nghe ra giọng đàn ông nhỉ? Quả nhiên là nhu cầu không thỏa mãn nên sáng sớm đã gặp ảo giác. Em còn định đè tôi đến bao giờ nữa? Lâm Viên Viên lập tức bật dậy, kiềm chế tiếng hét chói tai, lắp bắp nói. Bót, bót, sao anh lại ở nhà tôi? Em chắc chắn đây là nhà em à? Cô không khỏi đen mặt lướt qua một cái liền biết Đây không phải là nhà cô rồi Lâm Viên Viên khóc không ra nước mắt Cô chỉ đi uống rượu giải sầu thôi mà Sao lại vớ luôn cả bót đại nhân thế này <laughs> Bót à Tôi xin lỗi xin lỗi Lúc tối qua say quá Đã vô lễ với anh rồi Tôi... tôi phải đi rồi Thôi gặp bót sau nhé Đang định đánh bài chuồn thì từ phía sau phát ra giọng lạnh lẽo như băng nghìn năm. Một bước, 20% lương. Em cứ tính đi rồi chạy. bao đại nhân, tôi chỉ muốn xuống do cho anh công nước thôi mà. Anh đừng nóng. Lâm viên viên chửi thề ở trong lòng. Ngoài mặt thì hi hi ha ha chạy đến bên chân hắn. Hắn không thể mọc ra cái đuôi mà vẫy. Hắn cơ hồ vô cùng hài lòng với phản ứng của cô làm viên viên, xong chuyện tối qua em liền xem như không có chuyện gì xảy ra sao? Bọt à, tôi xin lỗi. Sự trong sạch của tôi bị em phá hỏng hết rồi, không chừng còn bị đưa lên báo. Bọt à, hôm qua tôi đã làm gì? Hôm qua em cái gì mà bao nuôi tôi còn cưỡng hôn tôi? Phong kỳ nhịn cười nhìn cái đuôi phía sau của cô cơ hồ như biến mất. Bà Đại Nhân à, tôi xin lỗi mà Lâm Viên Viên thật muốn đập đầu vào gối cho vỡ sọ não Lấy não cô ra mà nói với nó Vì sao lại đối xử với cô như vậy? Một lời xin lỗi là xong à? Lâm Viên Viên, em ngây thơ quá rồi Bà Đại Nhân, mong anh dơ cao đánh khẽ ừ Em nghĩ tiền tôi thiếu hay sao? Tất nhiên là không rồi Vậy nên anh tha cho cô đi được không? Tuy nhiên em có thể dùng thân báo đáp. Tuy nhiên em có thể lấy thân báo đáp. Lấy thân báo đáp. Lấy thân báo đáp. Ê con điệt. Tao biết tao tốt với mày lắm lắm. Nhưng mà không cần phải lấy thân báo đáp đâu. Lâm viên viên giật mình tỉnh mộng. Đưa mắt khinh bỉ nhìn Tống Thụy Ân đang làm cái mặt. Mày rất tốt nhưng tao rất tiếc trước mặt đáp em gái mày ấy sao mày lại xuất hiện ở đây tống thụy ân như bắt được radar siêu tám liền kéo ghế ngồi ở bên cạnh cô ra vẻ thần bí mày biết không hôm nay tao thấy một cảnh vô cùng kinh khủng ba mẹ mày ngoại tình hay là anh mày hút thuốc phiện bị cảnh sát bắt hm, sao cái mổ mày thối như bồn cầu ba năm chưa chùi vậy Tống Thụy Ân lập tức thưởng cho cô một cái cú đầu đau điếng cho việc phát ngôn vớ vẩn. Tao thấy Mạc Ứng Vũ đi với Lâm Tuyết Nhi. Hả? Rồi sao? Sao em gái mày ấy? Tao thấy hai đứa nó từ khách sạn ra đấy. Chuyện chỉ có vậy thôi à? Lâm Viên Viên nhấp một ngụm trà, nửa con mắt mà nhìn Thụy Ân đang há hốc mồm. Mẹ, bạn trai mày đi với em gái mày vào khách sạn đấy. Em họ, ok Ơ, đây đâu phải là vấn đề quan trọng Bà đây chia tay rồi What? Chia tay? Sao nhanh quá vậy? Thì hôm qua ta thấy tụi nó đang lăn ở trên giường Mẹ nó Còn là giường của tao Tống Thụy Ân cạn lời Chỉ biết vỗ vỗ vai cô thay lời an ủi Phải sốc đến thế nào Tao biết mày muốn cười Cười thì cười đi Chuyện chẳng có gì Tao còn thấy may vì là biết trước khi kết hôn Nếu không tao không biết chừng Còn mua bom nổ tung thành phố này mất Lâm viên viên khẽ vuốt mái tóc Thầm cười ở trong lòng Đau lòng ư Tất nhiên là có rồi Bạn trai yêu nhau mấy năm trời không đau lòng mới lạ Nhưng mà cô vẫn cảm thấy tốt nhất Không nên đau khổ Vì loại quặn bã như vậy Tống Thụy Ân gật gật đầu Nói cũng đúng, đến lúc kết hôn rồi không khéo cô cũng bị con nhỏ này cho xuống đoàn tụ với tổ tiên luôn mất. Mày leo lên đây chỉ có vậy thôi à? Tất nhiên là không. Tao lên đây để nói hôm nay nhà bếp có làm sườn xào chua ngọt cùng với chân vịt xào nấm đấy. Mà mày nói chuyện nên quên mất. Cái gì? Còn ốc bã đậu này, sao không nói sớm? Nhanh đi xuống nhà ăn đi, Lâm Viên Viên như một con robot lên dây cót nhanh chóng vớ lấy cái túi sách rồi kéo con bạn thân từ thủa trong nôi chạy đi. Bóng hai cô gái khuất dần sau khúc cua. Cửa phòng tổng giám đốc từ từ được đẩy ra. Phong Kỳ tựa vào cửa vừa nói chuyện điện thoại. Đúng, cắt hết. Còn có đưa hai suất lên phòng tôi. Lâm Viên Viên đau khổ nhìn hộp cơm chỉ còn cơm trắng và rau xào. Khóc không thành tiếng Ôi sườn chua ngọt Chân vịt xào nấm của cô Tống Thụy Ẩn đáng chết Bà Nguyên rủa mày ế suốt đời Trợ lý Lâm Tổng giám đốc gọi cô vào phòng của ngài ấy đấy Gọi tôi Vâng, cảm ơn cô ạ Lâm viên viên gật đầu với cô thư ký Vừa đi vừa nghĩ Không biết tên ma đầu kia định làm gì cô Chuyện lúc sáng chợt xẹt qua đầu Cô dùng mình Không phải hắn tinh trùng hướng não Muốn cô lấy thân báo đáp chứ Oh no Cốc 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 Bỏ à Tôi là Lâm Viên Viên Vào đi Lâm Viên Viên đẩy cửa bước vào Đập vào mắt là hai suất cơm đặc biệt Là đặc biệt À uh, Sườn chua ngọt với chân vịt xào nấm Cô khẽ nuốt nước, nước bọt Mỉm cười quyến rũ với hắn Bỏ à Anh gọi tôi có chuyện gì không ạ Em là người phụ nữ của tôi Tôi muốn gặp cũng cần phải có lý do sao Phong Kỳ khẽ tựa lưng vào ghế Đưa mắt nhìn cô đang không ngừng Liếc hai hộp cơm trên bàn Sau đó tựa tiếu phi tiếu lại sofa Em đã ăn chưa? Ăn cùng tôi nhé Cô có thể từ chối hay không? Hôm nay nhà ăn làm hai món này nhìn rất ngon nha Vì thịt của cô Cô sẽ hy sinh bản thân mình được ăn với bót là vinh hạnh của tôi chứ sao tôi có thể từ chối được cô cười nịnh nọt rồi khẽ ngồi xuống đối diện hắn bắt đầu ăn cơm viên viên à em không định thưởng cho tôi sao hả tôi mất không ít công sức để lấy được hai suất này đấy lâm viên viên nhìn đại bót trước mắt dường như có cái gì đó đang vỡ nát ở trong lòng cô Bót làm ơn hình tượng Hình tượng lãnh bót của ngài Bót Tôi làm sao mà dám thưởng cho anh đây Hôm qua Không phải em bảo là mẹ em dạy Mỗi lần làm đúng Sẽ được thưởng một nụ hôn hay sao Lâm viền viền sa mạc lời Bót làm ơn Đừng mặt giấy như vậy được không Trong đầu cô quay cuồng Xuân xào chua ngọt Chân vịt xào nấm Hay là một nụ hôn dù sao thì cũng nằm đè lên con nhà người ta rồi mỹ thực vẫn là tốt hơn cô đúng quả là thông minh nghĩ là làm khẽ vươn người sang hôn vào môi của bóp một cái sau đó cô bắt đầu cầm đũa chiến đấu còn không quên nịnh nọt cấp trên bóp chúc anh ngon miệng nhé người nào đó trong lòng không ngừng cười vì thực hiện xong âm mưu nho nhỏ đưa mắt nhìn người con gái đang cúi đầu liều mạng nhét thức ăn vào miệng Phong Kỳ không nhịn được mà cong môi cười. Viên viên, sao em có thể đáng yêu như vậy? Sau khi kết thúc cuộc tấn công hộp cơm, cô mới ngẩng đầu lên nhìn bót phía đối diện, chật lưỡi. Bót, sao anh lại cài năn như vậy chứ? Để thừa đồ ăn ngon là có lỗi với đất nước lắm đấy. Phong Kỳ khó hiểu nhìn cô. Sao lại có lỗi với đất nước? Bót, anh không biết à? Trên đất nước này mỗi ngày có hàng triệu trẻ em ăn không được no mà không được ấm đây vì vậy nếu anh không ăn thì để tôi ăn dùm cho cô cười meo meo nhìn hắn rồi nhanh tay kéo hộp cơm về phía mình cô không thể để đại bót của mình có lỗi với đất nước được càng không để để mình có lỗi với mỹ thực lúc sau lâm viên viên chiến gần hết nửa phần cơm mới ngẩng đầu lên thấy bót vĩ đại của mình vẫn giữ nguyên tư thế sừng sững của mấy phút trước cô ngượng ngùng xoa xoa mũi bớt anh làm sao vậy tôi đang tính nuôi hắn dừng lại nhìn cô một chút dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó hình như phải tăng chi phí lên rồi bớt anh lo lắng gì chứ tôi thấy đừng nói nuôi một con chứ nuôi mười con anh còn dư sức có phải bớt của cô muốn nuôi cún phải không hắc hắc cô phải tranh thủ nịnh bợ tăng lương mới được. Ừ tôi chỉ định nuôi một thôi. Boss, tôi thấy bà xã dạ anh sau này phải rất hạnh phúc đấy. Ngày đêm ở cạnh một cây ATM vô hạn không hạnh phúc mới là lạ. Thật à? Thật, boss phải tin mắt nhìn người của tôi chứ. Cô vỗ ngực chắc chắn nhìn hắn, đôi mắt như bắn ra tia lửa điện. Boss mau mau tăng lương cho cô đi. Phong Kỳ khẽ cười vươn người hôn lên đôi môi đang mím lại của cô. Thưởng cho em đấy. Lâm Viền Viền sững người hai tay ôm lấy miệng, khuôn mặt nhỏ vì ngượng ngùng mặt đỏ lên, khẽ lầm bầm ở trong miệng. Ơ, ờ, ai cần hôn cơ chứ? Thưởng bằng tiền mặt cũng được mà. Em nói gì cơ? À, dạ không có gì thưa bót. Cô lập tức xua tay cười hi hi. Bót à, hết giờ nghỉ tôi dọn đống này rồi xin phép anh tôi tiếp tục làm việc ạ phong kỳ xua tay ý bảo cô cứ làm đi rồi từng bước đi về phía bàn làm việc lâm viên viên cúi người dọn dẹp hộp cơm ở trên bàn nghĩ tại sao bót không tăng lương cho cô thật là buồn phiền bót à tôi dọn xong rồi tôi xin phép nhé cô cúi đầu chào rồi ôm đống hộp chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì thân hình bỗng bị kéo vào lồng ngực ấm áp còn chưa kịp nhìn là người hay là vượn trước mặt thì môi mềm cũng đã bị chiếm lấy phong kỳ đỡ lấy cô như muốn ghim cô vào người lại càng làm nụ hôn thêm cuồng dã vài phút sau lâm viên viên mềm nhũn tựa ở trong lồng ngực của hắn há miệng hít lấy không khí còn mẹ nó chỉ là hôn thôi mà sao phải lâu như vậy còn chưa kịp định thần thì hắn đã cúi đầu thổi khí bên tai cô viên viên Nhanh lên nhá, tôi không thích chờ đợi. Lâm viên viên sau khi chở người lần thứ nờ, liền quyết định không ngủ nữa. Cô vắt tay lên chán thầm suy nghĩ câu nói của đại bót lúc trưa. Rốt cuộc là bót đang chờ điều gì ở cô nhỉ? Bản báo cáo quý 4 sao? Cô nộp rồi mà. Hay là báo cáo sơ thẩm thị trường? Cũng không phải. Hôm qua cô đã giao cho giám đốc marketing rồi. Vậy thì vì cái gì nhỉ cô hận chết hắn, vừa cưỡng hôn cô còn làm cô mất ngủ. Lâm viên viên cô đây nguyền rủa hắn ế vợ suốt đời. Sau một lần mất ngủ nhớ đời này, cô liền tự nhủ với bản thân rằng phải tránh đại bót ác ma xa xa một chút. Tinh tinh Alo Lâm viên viên mắt nhắm mắt mở, vớ lấy cái điện thoại trên bàn trang điểm cũng không thèm nhìn là ai gọi, đã nghe máy, giọng con ngái ngủ. Alo, mẹ nó thằng nào sáng sớm đã gọi còn không lên tiếng cô rất tức giận rõ ràng hôm qua bị yên bót ác ma nào đó hại đến tờ mờ sáng mới chợp mắt được một chút còn chưa kịp ăn chân gà trong mơ đã bị gọi dậy cô thực sự tức giận rồi đó là tôi tôi cái con mẹ khoan đã cái giọng này lâm viên viên lập tức bật dậy như lò xo mở to mắt nhìn tên người gọi hiện lên màn hình là đại bót thôi xong Phen này thảm rồi cô khóc không ra nước mắt ôm lấy điện thoại nịnh nọt là bót à chúc anh buổi sáng tốt lành ạ à. sáng sớm anh có gì căn dặn tôi hôm nay tôi đi công tác ở nước ngoài cho nên em được nghỉ phép cho đến khi tôi về ồ oh, vâng thưa bót ạ à chúc anh thượng lộ bình an nhé hạ lộ thì nằm yên em nói cái gì cơ cô thật muốn vả vào miệng mình một cái rõ cái tật khi vui liền miệng nhanh hơn não à không à, thưa boss ý tôi là chúc anh đi bình an sớm trở về mang theo hợp đồng lớn được rồi em ở nhà phải ngoan không được quậy không để tiếp xúc với người đàn ông nào hết rõ chưa nếu không lương của em ôi boss à Em rất ngoan mà, anh đừng đe dọa tiền lương yêu quý của em nữa. Chúc anh đi vui vẻ ạ." Lâm Viên Viên nhoẻn miệng cười với cái điện thoại, nín thở chờ cuộc gọi kết thúc, liền như con điên tung chăn tung gối chạy một vòng quanh nhà. Nếu được cô thật sự muốn bắt một cái loa lên mà hô lên rằng, "Từ hôm nay Lâm Viên Viên cô được tự do." Bên kia Phong Kỳ sau khi nhìn hình ảnh vừa mới được gửi đến, cười một lúc lâu mới khẽ chạm vào khuôn mặt trên tấm hình. Viên viên nhanh lên đấy Sau khi như con thần kinh phát bệnh xong Lâm viên viên quyết định leo lên giường ngủ tiếp Tinh 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 Đang vừa ăn snack vừa lầm bầm chửi mấy con nữ phụ trong phim ngôn tình cầu huyết Thì điện thoại nằm mốc trong ngăn kéo mấy ngày qua bỗng vang lên Cô vừa lấy điện thoại nhìn màn hình đang nhấp nháy Lại là đại bót Lập tức ngồi ngay ngắn trên giường tắt tivi Cô háng giọng bắt máy Alo, đại bót Ừ, hôm nay tôi về nước Sao không ở bển luôn đi Tất nhiên sự thật phũ lắm À, bó à, chúc mừng anh đã khải hoàn trở về Tôi rất nhớ anh đấy Thật sao? Thật chưa ạ? À? Bot phải tin tôi chứ Phòng kỳ phát tay với thư ký Nhìn mặt trời đang chiếu từng tia nắng vui vẻ xuống nhân gian không nhịn được mà nở một nụ cười khi tưởng tượng ra hành động ngốc nghếch đáng yêu của cô bên kia. Được rồi, em sửa soạn đi, tối nay dự tiệc với tôi. Tôi đưa em đi ăn ngon miễn phí. Đầu dây bên kia vang lên tiếng huýt sáo cao hứng. Bót, tôi cảm thấy anh ngày càng xa đọa rồi. Hắn mỉm cười. Chỉ xa đọa với một mình em thôi. Cuộc gọi kết thúc đã lâu nhưng Lâm Viên Viên vẫn đang ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng chỉ xa đọa với một mình em. Ai đó giết cô đi, giết cô đi. Lâm Viên Viên tại sao phải ngượng ngùng chứ? Cô lắc lắc đầu tự tát mình hai cái. Không được, bót càng ngày càng yêu nghiệt rồi. Cô cũng phải rèn luyện mặt dày lên mới được. Nghĩ đến chuyện tối nay được đi ăn ngon miễn phí, tâm tình cô lại tốt lên rất nhiều. Chạy lại phía tủ quần áo. Sao toàn quần bò với áo sơ mi thế này? Lâm viên viên vô cùng ảo não, đóng cửa tủ lại. Cô thực sự nghi ngờ mình sinh ra nhầm giới tính. Alo, Thụy Ân, hôm nay mày đi mua sắm với tao đi. Mẹ, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây hay là sao hỏa kết hôn với sao Thủy đấy? Giống được như mày mà cũng đi mua sắm à? Này, mày có tin tao đánh bom mày không? 30 phút sau tại trung tâm A. Cứ thử không đến đi, rồi mày sẽ hiểu sao tao lại tên là Lâm Viên Viên cô lập tức tắt máy không hiểu sao xung quanh cô toàn là những người có vấn đề về thần kinh à viên hôm nay mày đã uống thuốc chưa vậy tống thụy ân dùng vẻ mặt đón ngày tận thế mà nhìn lâm viên viên đang hí hửng chìm vào thế giới của những chiếc váy giả tiệc sặc sỡ sắc màu ai đó hãy nói với thụy ân cô rằng đây không phải là sự thật đi lâm viên viên cau mày đưa hai chiếc váy ra hỏi tiểu ân xem xem. Hay chiếc váy cung ngực này thế nào? A à, Viên, mày nhìn ngực mày đi, đã không có ngực rồi còn đòi cúp. Lâm Viên Viên sờ sờ ngực mình, thực sự là nhỏ quá hay sao? Thụy Ân buồn cười lấy cho cung một chiếc váy màu xanh sapphire. Thôi cô nương, thử bộ này đi, thời giờ ai còn cúp ngực, hở lưng mới đẹp. Viên Viên gật gật đầu ôm váy vào phòng thử. Ba phút sau, cửa phòng thay đồ mở ra, Tống thụy ân không nhịn được mà muốn chửi bậy một câu con giống được này mặc váy vào thật khiến người ta nhộn nhạo tâm tình lâm viên viên xoay xoay người trước gương ừm rất tốt tuy không phải là váy cúp ngực nhưng chiếc váy vẫn để lộ xương quay xanh mềm mại quyến rũ màu xanh savia lại càng tôn thêm cho làn da trắng ngọc tiểu ân thấy thế nào chu choa mẹ ơi ta không ngờ thằng đàn ông như mày mặc váy vào Thật phong trần chết mẹ Tìm tao đau đấy mày ạ Vị tiểu thư này mặc chiếc váy này rất là xinh đấy ạ Nhân viên bán hàng cũng không từ bỏ cơ hội nịnh nọt khách hàng Cô gật gật đầu Vậy tôi lấy chiếc này Cảm ơn tiểu thư đã ủng hộ Đi ra khỏi gian hàng quần áo Cô khẽ xoa xoa đôi chân đã mỏi nhừ của mình Đưa mắt nhìn Thủy Ân Vẫn đang hí ha hí hưởng chọn đồ lắc lắc đầu quả nhiên cô không thể xem hoàn toàn là giống cái biểu tượng cảm xúc smile ít nhất cô không cuồng mua sắm như vị tống tiểu thư này tiểu ân ta đi mua giày tí gặp mày ở sảnh nhá thụy ân đang mải mê chọn bikini cũng không quan tâm đến cô Phất tay đi đi chị viên viên tâm trạng đang mắc vui mắc hứng mắc hạnh phúc bỗng dừng rơi tự do xuống đáy biển lâm viên viên chán ghét đưa mắt nhìn cặp nam nữ đang khoác tay nhau hạnh phúc đi tới tại sao đôi cẩu nam nữ này toàn xuất hiện phá hỏng tâm tình của cô tiểu viên ơ ờ, chị chị đến đây mua sắm à em ở với chị lâu như vậy cũng không biết là chị thích mua sắm đấy nếu biết trước em đã nói với anh vũ đưa chị đi cùng chưa để mặc thuần vũ nói xong lâm tuyết nhi đã lên tiếng hạnh phúc tựa đầu vào vai anh ta lâm viên viên cảm giác thế nào cảm giác người đàn ông mình yêu ở bên người con gái khác thế nào lâm tuyết nhi cô không có tư cách quan tâm đến hành tung và sở thích của tôi ở lâm gia hay ở đâu cũng vậy chị à em xin lỗi chị đừng như vậy lâm tuyết nhi rơm rớm nước mắt cúi đầu bờ vai nhỏ rung rung khiến người ta không kìm được mà yêu thương mặc thần vũ cau mày ôm lấy vai cô ta lạnh giọng tiểu viên em đừng có quá đáng ờ thì ra tôi quá đáng thì ra lên giường với em họ của bạn gái thì không quá đáng lâm viền viền khoanh tay trước ngực cười lạnh nhìn hai người đang diễn kịch trước mặt mặc thiếu gia tôi đã nói chưa nhỉ? Tiếng tiểu viên của anh nghe rất là buồn nôn đấy. Phần theo cấp bậc tương lai, anh lên gọi tôi một tiếng là chị họ đấy. Tiểu viên, em... A à, viên, sao lại đứng đây? Cùng lúc đó, Tống Thụy Ân túi to túi nhỏ nhảy chân sáo bước ra. Hết nhìn đôi nam nữ lại nhìn bạn mình. Cảnh cầu huyết gì đây? Bạn trai cùng tình nhân gặp mặt à? Không có gì, đang bị chó cản đường Mày có xương ở đó không? Ném cho nó đi Thụy Ân nín cười nhìn Mạc Thuần Vũ cùng Lâm Tuyết Lạc Bày ra vẻ mặt tiếc nuối Sao mày không nói sớm? Hôm qua quên mang xương đi rồi Làm sao đây? Thế thì thôi Đi hôm nay tao mời A à, Viên, mày quả là chân ái của tao đấy Lâm Viên Viên cùng Tống Thụy Ân đi đã xa rồi Nhưng Mạc Ứng Vũ vẫn ở nguyên tại đại sảnh trung tâm thương mại khuôn mặt anh Tuấn hiện lên từng tia buồn bã cùng hối hận. Hối hận? Có quá muộn hay không? Cốc cốc cốc. Ra liền đây. Lưu viên viên đi nốt đôi giày cao gót vào, tự hỏi vì sao loài được gọi là giống cái lại thích mấy đôi giày vừa khó đi còn gót nhọn như thế này. Cạch. Boss. Wow, anh đẹp trai quá đi. Cô ôm lấy khuôn mặt đã nóng bừng, nhìn nam nhân một thân đồ vest đang tựa người vào tường phong kỳ cũng đưa đôi mắt nhìn cô từ đầu đến chân tiến lại gần cô trong vòng tay của mình mỉm cười hôn lên môi cô em cũng rất đẹp Lâm viên viên rất tự nhiên ôm lấy vai hắn cười khúc khích bớt ai từng nói anh lạnh lùng không tham luyến nữ sắc chứ tôi thấy anh là đại sắc lang thì đúng hơn chỉ có em mới vậy bớt giọng anh ngọt quá rồi đây hôm nay anh hứa dẫn tôi đi ăn miễn phí nên kẻ hèn này cũng phải xinh đẹp mới được đi thôi phong kỳ nắm lấy tay cô dắt cô đến chiếc lamborghini màu đen đang đỗ bên đường lâm viên viên không kìm được mà đập lên vai hắn một cái bót anh ngày càng xa đọa rồi hắn khẽ vuốt mũi cô thì thầm lần đầu đưa phụ nữ đi dự tiệc không thể qua loa được Lâm Viên Viên làm như không để ý đến lời nói sặc mùi ám muội của hắn, cười bước vào xe. Bót, đi thôi, nếu để Mỹ Thực đợi lâu, tôi cảm thấy thật là có lỗi nha. Phong Kỳ cũng nhanh chóng vào xe bất lực hỏi. Trong cái đầu nhỏ này của em, ngoài thức ăn ngon ra, thì có cái gì không? Còn chứ, còn tiền lương nữa. Trên mặt Phong Kỳ lập tức xuất hiện ba vạch đen, Hắn không hiểu vì sao hắn có thể để ý đến cô gái trong đầu chỉ toàn tiền với là thức ăn này. Khi Lâm Viên Viên cùng Phong Kỳ khoác tay nhau bước vào đại sảnh khách sạn, Phó Tử Hoan chủ bữa tiệc đã chỉnh trọng ra đón. Phong Tổng, thật quý hóa quá. Phong Kỳ cũng không làm cao thoải mái bắt tay với gã. Phó Tiêu Gia khách sáo rồi, phòng bộ có món quà mọn, chúc Phó Tiêu Gia sinh thần vui vẻ. Phong Tổng khách sáo thế, mời ngài cùng vị tiểu thư đây và nhập tiệc ha ha đâm viên viên mỉm cười gật đầu một cái với phó tử hoan rồi ghé đầu thì thầm với hắn bót anh nói xem có phải tâm nguyện của tên phó này là chết trong sung sướng hay không phòng kỳ hơi hơi nhíu mày nhìn xung quanh rồi cởi áo vét khoác lên vai cô có chút lạnh em khoác áo vào đại bót làm ơn đi trong khách sạn này có hàng trăm cái điều hòa đây chưa kể mới đầu tháng 7 thôi Nóng gần chảy mỡ ra rồi Tuy vậy nhưng cô vẫn kéo chiếc áo vào người mình Bót Tôi đến Mỹ Thực đây Bye bye Nhìn cô không nhanh không chậm tiến về bàn tiệc Phong kỳ bỗng có cảm giác vô cùng thất bại Cái mị lực mà anh tự hào này Rốt cuộc vẫn không bằng một bàn thịt thoát khỏi nỗi tuyệt vọng Nói không nên lời Hắn khẽ lướt ánh mắt giết người Cảnh cáo những con dê non Dê con, dê cụ đang lăm le người của mình rồi mới nhàn nhã tiến về phía những ông chủ lớn đang cùng nhau uống rượu. Cũng chịu thôi, ai bảo cô là người mà hắn để ý. Lâm Viên Viên nhìn một bàn tiệc toàn những món ngon đẳng cấp thế giới, vân vân không biết chọn món nào để bắt đầu thưởng thức thì một ly rượu vang lên đặt ngay trước mắt cô. Lâm Viên Viên quay người tính nói lời cảm ơn thì thấy Lâm Tuyết Nhi đã ngạo nghễ ngồi bên cạnh. Cô ta nâng ly rượu lên khẽ nhấp một môi, mỉm cười. Lâm viên viên lại gặp lại rồi. Cô thật ngửa mặt lên trời mà hỏi rằng suốt cuộc có phải ông ta đọc nhiều ngôn tình cẩu huyết quá rồi phải không? Tại sao mỗi lúc cô đang vui vẻ, ông ta lại phái Lâm Tuyết Nhi xuống, dập tắt tâm tình của cô? Lâm Tuyết Nhi, sao cô không gọi tôi là chị nữa đi? Hay ở đây không có đàn ông nên cô vô thường không cần giả vờ yếu đuối, Chị Viên Em biết em yêu anh Vũ là sai Em thực sự Thực sự xin lỗi chị Nhưng mà chị đừng đối xử với em như thế Em thấy rất đau lòng Đột nhiên Lâm Tuyết Nhi đuổi giọng Ôm mặt khóc nức nở Lâm Viên Viên thầm cười lạnh Thôi Cô đừng làm như thế chúng ta là chị em thâm tình lắm Cô căn bản không lọt vào mắt của tôi đâu Lâm Viên Viên Em đừng quá đáng Tuyết Nhi có lỗi gì mà em nặng lời với cô ấy như vậy mạc thiếu gia bộ mỗi lần anh gặp tôi liền không có câu gì ngoài câu em đừng quá đáng à sao tôi trước đây không biết anh lại nhàm chán như vậy chứ lầm viền viền khẽ xoa xoa lỗ tai đã bị tiếng quát của mạc ứng vũ làm cho hơi ù tay kia nắm lấy ly rượu trào phúng mà cười tiểu viên em không biết người phụ nữ của tôi đã làm gì khiến cho mạc thiếu gia tức giận như vậy Mạc ứng vũ đang định to tiếng với Lâm Viên Viên liền bị một giọng nói lạnh lẽo chặn lại Khi Phong Kỳ vừa xuất hiện Lâm Viên Viên lập tức như một con chim nhỏ Nép vào lòng hắn nũng nịu Kỳ Cô ta khi dễ em Em định nói lý Thì Mạc Thiếu đã làm ầm lên rồi Kỳ em sợ Phong Kỳ nhịn cười Thuận tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cô Hướng về phía Mạc Vũ Thuần Mạc Thiếu thấy đây bạn gái tôi đã nói vậy rồi Mặc thiếu không phiền quản lại bạn gái của mình cho chắc Người của phong kỳ tôi không phải ai cũng có thể trêu chọc Kỳ à em muốn về Ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng Không để ý đến khuôn mặt đã xanh lét của Mạc Thuần Vũ Với vẻ mặt không cam lòng của Lâm Tuyết Lạc Hắn hướng đến phó tử hoan hơi mỉm cười Phó thiếu ra Bạn gái tôi không khỏe đành thất lễ với anh rồi Phó tử hoan khóe miệng hơi giật giật cũng cười hưởng nếu vậy phong tổng cùng tiểu thư này đi thong thả cảm ơn đã đến chúc mừng sinh nhật tôi phó thiếu gia khách sáo rồi xin cáo từ phong tổng cáo từ lâm viên viên nửa đứng nửa dựa vào lòng của phong kỳ cũng hơi gật đầu với phó tử hoan phó tiêu gia sinh nhật vui vẻ sau đó liền cùng xong bước cùng với phong kỳ đi ra ngoài khi lướt qua lâm tuyết nhi đang cúi đầu cô không nhịn được mà thả chậm bước đi lâm tuyết nhi Cô nghĩ cô thắng được tôi Từ nhỏ cô đã thua rồi Muốn đấu với Lâm Viên Viên này sao Chỉ bằng mấy mánh khóe nho nhỏ như vậy Mà nghĩ thắng được cô Quá ngây thơ rồi Ra khỏi bữa tiệc Phong Kỳ liền lái xe đưa cô trở về nhà Nhìn cô mệt mỏi tựa đầu vào cửa xe Mắt lờ đãng nhìn cảnh vật xung quanh Hắn bỗng dưng cảm thấy mọi tiền tài quyền lực trong tay hắn vô dụng đến lạ thường lâm viên viên bước xuống xe gắng cho mình nở nụ cười tinh nghịch vẫy vẫy tay bót hôm nay anh làm rất tốt nghĩ lại vẻ mặt của mạc ứng vũ lúc đó tôi thấy cực kỳ sảng khoái nhưng mà tôi vẫn chưa ăn được gì hết phong kỳ mở cửa bước xuống xe xoa xoa mái tóc cô mỉm cười hôm sau tôi đưa em đi bót à sao dạo này anh đẹp trai quá vậy lâm viên viên mắt long lanh nhìn anh ánh mắt vắn ra từng tia lửa điện. Bót, hứa phải giữ lời đây. Nếu không anh sẽ là con cún. Thôi, tôi vào trước đây. Bye, Bót. Cô nâng váy nhún một cái rồi xoay người định tung tăng vào cửa, thì tay bỗng bị nắm lại. Chưa tới một giây sau, cả thân hình đã bị bao trọn trong vòng tay ấm áp. Viên Viên, khóc đi. Lần Viên Viên muốn cười thật lớn rồi vỗ vai hắn. Bảo có phải hôm nay hắn chưa uống thuốc phải không Nhưng mà không hiểu sao mắt cô lại cay xè Sau đó nước mắt không kìm được mà chảy dài trên má Của nước nở trong vòng tay của hắn Đôi tay nhỏ không có sức lực liên tục đấm vào lưng hắn Bót, anh là tên khốn Sao anh lại làm tôi khóc Phòng kỳ đau lòng siết chặt cô Ngoan, khóc hết đi, đừng giữ ở trong lòng Nửa phút sau, Lâm Viên Viên đưa nước mắt cùng nước mũi tất cả lau lên áo sơ mi đắt tiền của hắn, hít hít cái mũi hồng hồng mắng. Bót, tất cả là tại anh hết. Nhìn xem, mascara chảy hết rồi. Phong kỳ yêu thương lau đi những vết lem trên mặt cô mỉm cười. Thật ra trong lúc em đang đau lòng như thế này mà tỏ tình thì thật là không khoa học. Nhưng mà tôi chờ không được nữa rồi. Cô ngơ ngác nhìn hắn, hắn mỉm cười, hạ lên môi một nụ hôn. là Viên Viên, tôi yêu em." "Bọt, anh uống thuốc chưa vậy?" Phong Kỳ đen mặt muốn ngửa mặt lên trời mà hỏi rằng, sao bạn gái người ta khi được tỏ tình đỏ mặt e thẹn, còn đấy lượt hắn lại thành ra như thế này? "Bọt, có phải anh cô đơn quá nên tìm một bông hồng bên cạnh không?" Cô nhìn hắn bằng ánh mắt thấu hiểu. "Bọt à, tôi có thể hiểu mà cô hiểu cái gì phong kỳ rất là muốn bạo phát đem cái đầu nhỏ của cô bổ ra xem trong đó có chứa cái gì viên viên anh thực sự yêu em em có đồng ý để anh theo đuổi em không lâm viên viên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn trốn tránh bót tôi hắn nhìn khuôn mặt cô lúc lâu sau mới buông cô ra xoay người mở cửa xe lạnh lùng nói không cần trả lời ngay Tôi cho em 7 ngày để suy nghĩ Nhìn chiếc siêu xe chìm dần Ở trong bóng đêm Lâm viên viên vẫn còn đứng đó nhìn theo mãi Cô không hiểu mình đã đi vào nhà như thế nào Thay đổi như thế nào Nằm lên giường như thế nào Trong đầu cô chỉ văng vẳng Cái giọng nói ấm áp ấy Cái bóng lưng cô đơn trong màn đêm ấy Và cái ánh mắt lúc hắn nói với cô Rằng hắn yêu cô Lâm viên viên bức bối Xoa loạn mái tóc nếu như cô không thích hắn Cô sẽ từ chối ngay lập tức Nhưng cô lại lưỡng lự Lại một đêm mất ngủ Sáng hôm sau Lâm viên viên mang theo đôi mắt gấu trúc đến công ty Cô bé thư ký ở tầng 13 Thấy cô cũng giật mình hỏi thăm Chị Lâm Chị sao vậy Cô phất phất tay ngồi xuống đó gật gà gật gù À chị không sao Đêm qua mất ngủ Chị phải ngủ bù đi Hôm nay sẽ không đi làm đâu sao vậy cô giật mình cảm thấy như tỉnh đi một nửa dò hỏi em cũng không biết nữa hôm nay thấy thư ký trương bảo thế à anh ấy còn dặn là chị đến thì vào phòng anh ấy có việc ừ chị biết rồi thôi em làm việc đi lâm viên viên đứng dậy sửa sang lại quần áo rồi bước vào phòng thư ký thư ký trương tôi là lâm viên viên trợ lý lâm mời vào lâm viên viên nhìn thư ký trương đang đăm đăm nhìn mình nhíu nhíu mày thư ký trương à xin lỗi cô thật lễ rồi tổng giám đốc bảo cô đến thành phố s khảo sát thị trường đến khi khỏi phòng thư ký lâm viên viên vẫn chưa tỉnh hẳn nắm chặt quyết định trong tay trong lòng thầm nguyền rủa tên đại bót khốn nạn nào đó lần đầu tiên cô có ước muốn giết một người đến như vậy bảo cho cô thời gian suy nghĩ vậy mà sáng hôm sau đã đạp cô ra khỏi thành phố được lắm, đi thì đi. Lâm viên viên cô mà nhớ hắn thì tên cô sẽ viết ngược trở lại. Tại thành phố S, sau 3 ngày làm việc vất vả trèo đèo lội suối, cuối cùng cô cũng hoàn thành bản báo cáo thị sát thị trường thành phố S. Tùng Tăng uống hết một cốc sữa tươi, đắp thêm một cái mặt nạ dưỡng da. Lâm viên viên hạnh phúc bò lên giường. Chu choa, cô nhớ cái giường này bao nhiêu mơ mơ màng màng đi vào giấc mơ một bàn tiệc lớn. Lâm Viên Viên bị đánh thức bởi nhạc chuông điện thoại. Mắt nhắm mắt mở, mở điện thoại lên là tin nhắn từ một số lạ. Lâm Viên Viên lầm bầm chửi 18 đời nhà người, giữ rồi mở tin nhắn ra. Quả nhiên, liều thuốc đánh bay buồn ngủ là đây. Cô bật dậy, tay nắm chặt điện thoại, điên cuồng thu dọn đồ. Bởi vì tin nhắn được gửi đến là cảnh hôn nhau thắm thiết giữa đại bót và một con bánh bèo, bên dưới còn ghi chú 3X thành phố A. Cô nghiến răng, sắn tay áo cười lạnh. Được, được lắm, dám đẩy bà đây đi thành phố S để rồi hú hí với một con bánh bèo. Nếu bà về không xử đẹp cả hai, thì bà không phải là lâm viên viên nữa rồi. Sau hai tiếng ngồi taxi, lâm viên viên hiên ngang đứng trước cửa 3X thành phố A. Nhìn những bóng đèn không ngừng nhấp nháy khiến cho máu của cô cũng sôi sục lên. Cô cười lạnh Bây giờ chắc cũng qua giai đoạn dạo đầu rồi đấy nhỉ Ông bà nói chớ có sai Bắt gian là phải bắt tại giường Sau 30 phút quậy tung với kép xê của quán ba Lâm viên viên thoải mái bước ra Trên người mặc một chiếc váy liền thân màu trắng Theo hình hoa anh đào Mái tóc đen được búi lên cao Nhìn cô vừa thanh cao thoát tục Nhưng cũng như thiên thần dụ dỗ người khác xa đoạn Cô hài lòng nhìn mình trong gương, đưa tay vén mấy lọn tóc còn buông xuống. Bắt gian ít nhất cũng phải có hình tượng của bắt gian. Phòng 1069 Lâm viên viên khinh thường nhìn hai tên vệ sĩ to con đang đo sàn. Cái bọn tứ chi phát triển này thật không được tích sự gì, còn vướng chân vướng tay. Khẽ xoay người đối diện với cánh cửa cô thì thầm. Xin lỗi mày nhé, cửa. Và sau đó, dầm. Cửa bị đạp tung ra, Lâm Viên Viên ôm lấy cái chân đau khóc ròng, biết thế cô đã không chơi trội mà đạp cửa rồi. Trên chiếc king size to lớn, dường như mọi việc quá bất ngờ nên hai người trên giường cũng dừng mọi động tác. Đã không nhìn thì thôi, nhìn vào cô lại cảm thấy máu của mình vừa bị sắc đẹp mỹ miều hạ nhiệt, đột nhiên tăng vọt lên mấy nghìn độ C. Trên giường lớn đang chiếu cảnh khiến cho người ta xịt máu mũi, nữ nhân đang nằm đè lên người nam nhân. Y phục trên người cô ta dường như không thể che hết những đường cong quyến rũ. Bàn tay nhỏ bé không an phận mà dao động trên lồng ngực của nam nhân. Còn mẹ nó, lâm viên viên cô đây cũng đang muốn phun máu, nhưng là máu miệng, là tức thổ huyết. Cơ mà có gì đó không đúng. Sao nãy giờ nói đến vị bánh bèo kia còn nam nhân đâu? Lâm viên viên đưa mắt nhìn nam nhân đang nằm đơ ở trên giường. ừm tạm chấp nhận được, vì đại bót của cô đang dùng ánh mắt nhìn sắc chết để nhìn con bánh bèo kia. Phương Hiểu Yên cũng không thể ngờ được phút chốc chuyện tốt của mình lại bị phá vỡ. Dùng chiếc váy đã gần như không dùng được, bất đắc dĩ che lại thân mình. Cô ta không khỏi sẵn giọng Cô là ai? Sao dám xông vào đây? Người đâu rồi? Lối cô ta ra. Lâm Viên Viên đưa tay chỉ chỉ ngoài cửa. Hả? cô gọi hai tên kia Tôi tốt bụng cho họ một chuyến du lịch cùng Chu Công rồi. Cô là ai? Màu cút ra ngoài đi Biết tôi là ai không hả Mẹ kiếp Bà đây éo cần biết mày là ai Điều bà biết là mày đang nằm trên người đàn ông của bà đấy con điên ạ à. Lâm viên viên cảm thấy mình không còn chịu nổi nữa Cơn tức giận như núi lửa phun trào ra ngoài Tiến đến nắm lấy tay của Phương Hiểu Yên Lôi xuống giường Lôi cô ta ra ngoài cửa Dùng đôi mắt của chủ nhìn chó khinh thường ném túi sách vào mặt cô ta Loại đàn bà như mày mà dám đụng vào người của tao Khôn thì cút khỏi Cho đỡ bẩn mắt tao Nếu không cái nhan sắc chó nhai này của mày Cũng không còn nữa đâu Nhớ ngày hôm nay Sau này gặp tao và người đàn ông của tao Thì tránh xa ra Sau đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của Phương Hiểu Yên Cô đóng sập cửa lại Cô thật là phục mình sát đất luôn Bắt gian siêu ngầu Tùng Tăng chạy về phía giường lớn Nhìn hắn đang đen mặt ngồi trên giường cô như chim bay về tổ xa vào lòng hắn, rụi rụi vào cổ hắn nũng nịu. Bót à, anh thấy em ngầu không? Cứu anh một bàn thua trông thấy. Phong kỳ giữ chặt cái đầu của cô lại hỏi. Sao em lại ở đây? Thì người ta nhớ anh mà. Em mà không đến, không chừng á, anh đã bị con bánh bèo kia ăn sạch rồi. Lâm viền viền thấy giọng hắn lạ lùng, không khỏi ngước lên nhìn cô chỉ thấy mắt hắn như rực lửa nhìn chằm chằm vào cô thế là mặt không tự chủ mà đỏ lên phong kỳ cảm thấy cái định lực kiềm chế mà hắn tự hào trước mặt cô cũng chỉ như bọt biển ngâm một tiếng hắn xoay người liền đặt cô ở dưới thân điên cuồng hôn cô điên cuồng bù đắp những ngày vừa qua dứt khỏi nụ hôn phong kỳ nhìn kỹ cô gái mà mấy ngày qua hắn ngày nhớ đêm mong Lâm viên viên nằm dưới thân hắn Đôi mắt ừng ực nước Môi mềm bị hôn có phần sưng đỏ Chiếc váy liền thân sộc sạch Mái tóc rủ tán loạn Nếu như nhìn được hình ảnh của mình ngay lúc này Chắc chắn cô cũng không kìm được mà phụt máu mũi Mẹ kiếp như một thiên thần xa đọa Phong kỳ cảm thấy cơ thể mình đang không ngừng nóng lên Nếu như là Phương Hiểu Yên Thì chút xuân dược này chẳng làm ăn được gì với hắn nhưng đây là Lâm Viên Viên, cô gái mà hắn yêu, cô gái mà hắn muốn trở thành phong phu nhân. Lâm Viên Viên ngờ vực nhìn hắn, sao giống như là thú chuẩn bị sổng chuồng ra vậy? Bót, anh bị hạ thuốc phải không? Phong Kỳ không trả lời chỉ cúi đầu hôn cô. Còn mẹ nó, nếu như cô không đến kịp có phải là xong phim rồi không? Lâm Viên Viên mỉm cười đáp lại nụ hôn của hắn, dịu dàng như nước. Kỳ à, Em yêu anh. Phong Kỳ cảm thấy như có gì đó vỡ nát trong tim, đó chính lại là tuyến phòng ngự cuối cùng của hắn. Ngay bây giờ hắn không muốn suy nghĩ gì nữa, chỉ tùy theo bản năng, đôi tay không an phận mà lướt theo những đường cong trên cơ thể cô, chìm vào thế giới mà hắn hằng mong ước. Một tháng sau. "Bà à, hôm nay em nghe thư ký Trương bảo anh mới tuyển một cô thư ký nữ, dáng vô cùng sexy phải không?" Bà xã anh nào có Tốt, vậy để em đến công ty nhé Lâm viên viên tắt máy Tay nắm chặt hạt điều trong tay Chỉ nghe một tiếng rắc một cái Hạt điều tội nghiệp đi về với tổ tiên Với một thân hình không lành lặn Ở bên kia Phong kỳ vô cùng bình tĩnh Bấm số máy gọi ngay Có giám đốc nhân sự Tổng giám đốc có gì can dặn à Điện thoại truyền ra tiếng nói sợ sệt Của giám đốc nhân sự Hắn đưa tay gõ nhịp nhịp trên bàn tôi muốn thay thư ký tôi muốn một thư ký nam hả ông có ý kiến gì à à không ạ tôi lập tức đổi cho ngài tốt rồi tôi không muốn bà xã tôi nhìn thấy cô ta vâng thưa tổng giám đốc phong kỳ cười lạnh để xem nên cho họ tăng ca mấy tháng đây lâm viền viền khẽ xoay xoay người trước gương hài lòng với nhan sắc cùng dáng người siêu chuẩn của mình Cô vơ lấy túi sách tung tăng chạy ra cửa Còn mẹ nó cuối cùng cũng kiếm được cớ ra khỏi nhà Phải nhớ đến từ ngay ngày định mệnh kia Nếu biết trước như thế này Cô đã không mềm lòng trao thân cho hắn Hừm, tức chết cô mà Hôm nay cô phải đi quẩy banh nóc nhà mới được Tinh 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 Sao vậy nè Sao lúc cô vui vẻ ông trời lại cứ phá hỏng tâm trạng của cô Nhìn số là không ngừng nhấp nháy trên màn hình Lâm viên viên không khỏi có sự cảm xấu Không phải lại con não tàn gọi đến chứ Alo Tôi là Lâm viên viên Xin hỏi ai đây ạ à? Tôi là Phương Hiểu Yên Lâm tiểu thư Làm phiền cùng tôi gặp mặt được không Mẹ Sao cái miệng cô lại thiêng thế không biết Ý khoan Phương Hiểu Yên là con bánh bèo suýt nữa rơi tái đại bót của cô đấy à? còn dám vác mặt đến nói chuyện với cô sao phương tiểu thư hẹn cô tại quán x trên đường xxx không gặp không về lâm việt viền tắt máy vân vân có nên nói cho đại bóp biết hay không lỡ như con não tàn này đọc nhiều ngôn tình cẩu huyết quá lại cho người bắt cóc cưỡng hiếp tập thể cô thì làm sao nhưng mà chắc không sao đâu nhỉ quán cà phê x khi cô đẩy cửa bước vào thì phương hiểu yên đã ngồi ở bàn bên cửa sổ đợi cô rồi không nhanh không chậm đi đến chỗ cô ta nhìn qua menu gọi một tách cà phê sữa cô mỉm cười phương tiểu thư cô có chuyện gì mà gọi tôi ra đây tôi nghĩ chúng ta không thân quen đến mức mà gọi nhau ra uống nước tâm sự ra giá, giá đi phương hiểu yên cũng không vòng vo tam quốc trực tiếp nói ra điều kiện cô có phải đọc nhiều tiểu thuyết quá không đấy phương tiểu thư con hàng này quả nhiên não tàn hết mức. Tôi không muốn nói nhiều với loại người như cô. Cô ra giá, giá đi, bao nhiêu? Để tôi tránh xa phong kỳ. <laughs> Lâm viên viên cười ra nước mắt nhìn cô gái đang làm mặt nghiêm túc ngồi đối diện. Cô gái à? Cô có bị điên không đấy? Lâm viên viên, tôi không đùa với cô đâu. <laughs> Mẹ nó, con mắt nào của cô thấy tôi đang đùa, Phương hiểu yên cô chỉ là ả à đàn bà bạn giường của phong kỳ thôi không cần phải giả bộ tôi không có thời gian rảnh đôi co với cô tôi còn là bạn giường của anh ấy còn cô cô có cái gì ngay cả tư cách làm bạn giường của anh ấy còn không có lâm viên viên khinh miệt cô có tư cách gì mà nói cái giọng đó với tôi cô đồ vô liêm sỉ vô liêm sỉ của hạ thuốc phong kỳ thì không vô liêm sỉ à Ồ. Cô Cô cái gì Muốn cô cô thì đi tìm dương quá Ở đây không có Muốn đấu với cô ư ừ, còn lâu nhé Đây tầng này Cô cầm lấy và biến khỏi phong kỳ Phương Hiểu Yên đưa bút ra Ký cho cô một tấm xét khinh miệt nhìn cô cầm lấy Không ngừng xăm soi tờ xét Ồ cũng nhiều ra phết nhỉ Nếu cô cần tôi có thể chi thêm cho cô Ừ, từ từ để tôi gọi điện thoại tí đã." Lâm viên viên một tay cầm tấm xác, một tay lấy điện thoại từ trong túi ra bấm số. Chưa đầy một hồi chuông bên kia đã bắt máy. "Alo, em đến đâu rồi?" Lâm viên viên tí tưởng nhìn Phương Hiểu Yên không ngừng biến hóa sắc mặt. "Boss, em hỏi anh nhé, vấn đề mắc quan trọng luôn. Em nói xem, bây giờ có người đưa tiền free cho em thì có nên nhận không?" đưa tiền không cho em á Nếu em thích thì cứ nhận đi Bót, em chưa nói hết mà Người ta bảo em cầm số tiền này Rồi rời ra anh Anh nghĩ em nên nhận không? Bên kia dừng lại một giây Giọng nói cũng biến đổi Ai? Ý hỏi người nào dám đưa tiền cho em rời khỏi anh Lâm viên viên buồn cười nói Đó, anh nói xem em nhận hay không nào? Viên viên Em nói xem số tiền đó có bằng số tài sản của anh không? Bên kia dừng lại một chút. Nếu muốn, nó là của em. Bót, thật sao? Phong Kỳ nhìn thông tin trên máy tính không kìm được mà bật cười. Anh đùa em bao giờ? Điều kiện là cho em 20 phút xuất hiện trước mặt anh. Bót, tuân mệnh lần viên viên tắt máy làm bộ áy náy ném trả tấm xét cho phương hiểu yên mặt đã trở thành màu xám phương tiểu thư xem ra phong kỳ khá coi trọng bạn giường này vì vậy điều kiện của cô không đáp ứng nổi lòng tham của tôi đâu vậy nhá hẹn không gặp lại lần viên viên vút vút lại mái tóc mở cửa bước ra khỏi quán cô đột nhiên cảm thấy hôm nay thời tiết thật là tốt tâm tình cô rất là vui nên cô sẽ bỏ qua vụ bó tuyển thư ký nữ lâm viên viên vừa đến công ty đã thấy thư ký trương không ngừng xoay vòng vòng trước sảnh thấy cô đến anh ta như thấy đấng tối cao người giải cứu cả hệ mặt trời tổ tông của tôi ơi sao bây giờ cô mới đến cô không lo lắng thì cũng nghĩ đến cái mạng nhỏ của tôi với lâm viên viên nhìn anh ta bằng nửa con mắt tôi với anh quen nhau à thôi tôi sai rồi tôi trông chờ gì ở cô cơ chứ cô mau lên phòng tổng giám đốc đi Cô thậm chí nhìn anh ta còn lười trực tiếp bỏ qua dạng nịnh nọt chân chó của anh ta, bước vào thang máy chuyên dụng. Thư ký Trương khóc không ra nước mắt. Hết chồng rồi đến vợ, anh ta phải sống sao đây? Phòng tổng giám đốc. Ông xã. Lâm Viên Viên tâm tình đang du dương trên mây, bỗng rơi xuống sàn cái bịch. Sao mà người đàn ông của cô lắm con hàng não tàn nhòm ngó thế nhỉ? Cô nhìn Trầm Mộng đang vừa báo cáo vừa tạo dáng gợi cảm trước bàn làm việc. Lại nhìn sang Phong Kỳ đang nhìn mình. Cô xua xua tay. À, xin lỗi. Hai người cứ tiếp tục, đừng để ý đến tôi. Sau đó tự nhiên ngồi trên sofa uống nửa cốc cà phê còn lại của hắn. lơ đãng nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh sáng vẫn không ngừng nhảy nhót. Phong Kỳ mỉm cười gặp báo cáo lại, không nhanh không chậm đuổi khách. Giám đốc Trầm, bản báo cáo này cô về làm lại cho tôi hai ngày có cuộc họp thì trình báo lên giờ không còn việc gì nữa cô có thể về làm việc rồi tổng giám đốc em giám đốc trầm nghe cái giọng cảnh cáo của phong kỳ trầm mộng không cam lòng nhận lấy báo cáo rồi cúi đầu cáo từ trước khi đi còn không nhịn được mà lườm người nào đó đang vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc chuyện mà cười hi hi ha ha ở trên sofa Cạch, cửa phòng cuối cùng cũng đóng lại. Lâm viên viên làm mặt quỷ với cánh cửa. Người đàn ông của cô cũng dám mơ tưởng. Phòng kỳ nhịn không được mà tiến lại sofa, ôm cả thiên hạ của mình vào trong lòng. Lâm viên viên cũng rất ngoan ngoãn, ỉ vào vòng tay của hắn. Tay nhỏ nắm lấy áo vét đắt tiền mà vò. Bót, anh nói xem, sao chỗ nào cũng có mấy con bánh bèo để ý đến anh thế? Hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô hỏi Em nói xem Hôm nay em gặp ai Lâm viền viền bĩu môi Buông tha cho chiếc áo vét đang nhăn nhúm Còn ai vào đây nữa Họa hồng nhan của anh chứ ai Họa hồng nhan của anh Chỉ có mỗi em thôi Như thế còn được Cô mỉm cười Vươn người hôn lên môi hắn một cái Tâm tình như bầu trời rắc đầy mây đen Cuối cùng cũng có chút ánh sáng le lói Là con bánh bèo Phương Hiểu Yên chứ ai nữa Cô ta đến tỏ vẻ kênh kiệu Ký cho em một tấm xác Bảo em biến ra khỏi đời anh Anh thấy có buồn cười không? Buồn cười Cơ mà cô ta cũng hào phóng ra phết Ký liền cho em hẳn 3 triệu Phong kỳ nhíu mày Bàn tay to ôm lấy mặt cô Không vui lên tiếng Anh chỉ đáng giá 3 triệu thôi sao? Cô nhìn cười xoa xoa cầm giả bộ suy nghĩ Ừ Em cũng thấy anh mà giá 3 triệu Thì cũng hơi nhiều rồi ý. Phong kỳ nghe xong cười gàn hai tiếng Lập tức đè cô trên sofa Khuôn mặt yêu nghiệt ghé sát vào mặt cô Môi mỏng mơn trớn gò má cô Từ từ phả hơi nóng Anh nghĩ chỉ riêng phần em thỏa mãn em Anh cũng đang giá hơn 3 triệu rồi Lâm viên viền cũng không vừa hai tay vòng lên cổ hắn, liếm liếm môi mềm. Ông xã à, anh đừng đánh trống lảng. Em đến đây không phải vì vấn đề này. Nói xem có phải anh đã đổi thư ký trước khi em đến hay không? Phong kỳ hôn lên đôi môi đang khép mở sụ hoặc của cô, khàn giọng. Viên viên đang nằm trong vòng tay của anh mà dám nghĩ đến người khác à? Xem ra anh còn chưa thỏa mãn nổi em rồi. Sau khi thỏa mãn phương diện nào đó, Bót phong kỳ cô cùng tốt bụng ôm người nào đó đã hóa thành bãi bùn vào phòng nghỉ. Hắn cười ra nhìn cô đang mê man, hạ thấp giọng hỏi. Lâm tiểu thư, không biết khả năng của tại hạ có đáng giá 3 triệu hay chưa? Lâm viền viền ghét bỏ đầy khuôn mặt của hắn ra, khẽ xoay người đưa lưng về phía hắn. Phong tiên sinh, em nói cho anh biết, tháng nay anh ngủ ở thư phòng đi, còn bây giờ ra ngoài để em ngủ. Thôi mà ngoan ngủ đi, tí gọi em dậy ăn cơm khi cô đang chìm vào giấc mộng tiệc xa hoa với những món ngon từ trung quốc đến hoa kỳ thì tinh 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 còn mẹ nó có biết cô chưa kịp ăn gì không hả lâm viên viên bật dậy xoa xoa mái tóc đã xù lên như tổ quạ lầm bầm chửi 18 đời nhà người gọi đến đưa tay cầm điện thoại rụi rụi mắt nhìn tên người gọi đến khoan đã cô có thể rút lại lời chửi lúc nãy được hay không nhỉ alo ba gọi tôi có chuyện gì ạ về nhà tôi đang ở nhà tao bảo mày về lâm gia ba ba hôm nay uống thuốc chưa tự nhiên gọi tôi về tao là ba mày tao nói mày về thì mày cứ về đi vậy thôi lâm viên viên nhìn màn hình điện thoại đã đen thôi sao cô lại có sự cảm chẳng lành cầm lấy túi sách nhắn báo cho phong kỳ một tin rồi bắt xe đến lâm gia không biết có chuyện gì nhưng Lâm Viên Viên cô không phải là cô gái 5 năm trước, tùy họ bắt nạt nữa rồi. Lâm ra Lâm Viên Viên nhìn một hàng xe hơi đỗ kín sân cỏ trước biệt thự. Người làm đứng nghiêm hai bên cửa chính, cô mỉm cười. Đúng như cô dự đoán, Lâm Thị có chuyện rồi. Khi cô bước đến, tất cả người làm lập tức cúi người đồng thanh. Đại tiểu thư, chào mừng người trở về Lâm Trạch. Cô vẫy tay, Mặt không biểu lộ cảm xúc Tựa như đã quen với sự đón tiếp Nồng hậu Quản gia Trần cúi người mở cửa cho cô Lâm viên viên cởi áo khoác Và đưa túi sách cho cô hầu gái đứng bên cửa Mỉm cười nhìn tất cả họ hàng lâm gia Đang ngồi hàng dài trong phòng khách Ngồi xuống ghế đầu tiên bên trái Đối diện với ba cô Lâm Trì Viễn Viên viên về đó rồi à Người đầu tiên mở miệng là thím của cô con gái đầu của ông nội Lâm Chi Mẫn. Thím không thấy sao? Hay mắt thím cô vấn đề? Lâm Chi Mẫn xa sầm mặt mày nhưng không dám lên tiếng. Ai bảo cô là huyết thống thuần chi duy nhất của Lâm Thị? Là người có quyền thế chỉ sau Lâm Chi Viễn, ba cô. Lâm Viên Viên nhấp một môi trà cười như không cười. Chả hay mọi người gọi tôi về làm gì Tôi nghĩ chúng ta không còn chuyện gì để bàn bạc nữa rồi Lâm Việt Viễn Mày đừng nghĩ mày là con tao Thì có thể hỗn láo với chú thím mày Ố, Tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ cần sự nâng đỡ của ba Lâm Viên Viễn lạnh nhạt Nhìn người đàn ông được gọi là ba trước mặt Trong mắt tràn ngập trào phúng và khinh miệt Lâm Chỉ Viễn tức giận Đập tay lên bàn thở dốc Còn bé này đã không còn là nhóc con Chỉ biết khóc nữa rồi Lâm Chỉ Viễn tức giận Lâm Tuyết Nhi từ trong nhà chạy ra lo lắng vuốt ngực cho ông ta. Còn mắt to tròn ngập ánh nước nhìn cô. Chị Viên, bác Viễn, bác ấy... Cầm miệng, ở đây có chỗ cho cô sao? Lâm Viên Viên lạnh lùng đánh gãy bộ dáng đáng thương của cô ta một cách khinh miệt. Lâm Tuyết Nhi, tôi thật không biết nên gọi cô là em gái nuôi của tôi hay là mẹ kế của tôi nữa đây. Chị... Lâm Tuyết Nhi nức nở ôm lấy mặt, định chạy đi thì lâm chi viễn giữ tay cô ta lại ông ta nhìn cô không vui khẽ gắt lên với cô nguyên viên tuyết nhi đã làm gì con bé cũng là lo lắng cho tao chứ không phải như mày mày còn không xin lỗi con bé đi bà tôi về đây không phải để xem ba diễn tình cảm cha con ở đây xin lỗi cô ta ư ừ. tôi chưa cho người ném cô ta ra ngoài là tốt lắm rồi Bao viễn à con không sao con vào nhà trong tránh để mọi người mất hứng ạ." À. Lâm Tuyết Nhi lau nước mắt, mặt đỏ hồng hồng cúi đầu rồi chạy biến vào nhà trong. Trước khi khuất hẳn sau cánh cửa, cô ta còn nhìn về phía Lâm Viên đang ngồi một cái mỉm cười chế nhạo. "Lâm Viên Viên, a à Lâm Viên Viên, cô càng tỏ thái độ thì mọi người càng không vừa lòng với cô thôi." Đúng là nghịch tử. "Bà, từ ngày ba hại chết mẹ tôi," tôi đã không còn là lâm viên viên nho nhỏ nhu thuận nữa rồi lâm chỉ viễn nghe đến người vợ trước của ông ta sắc mặt cũng sầm xuống ngồi phịch xuống ghế vẻ mặt cũng xìu xuống như bóng hết hơi tay đỡ lấy chán cái chết của mẹ mày thôi im đi ông đừng nhắc đến mẹ tôi nữa ông không xứng đáng lâm viên viên bỗng hất tách trà xuống bàn gần giọng đôi mắt vốn tĩnh lặng cũng vằn lên từng tiêm móng nhỏ nói nhanh có chuyện gì mà các người gọi tôi về đây chắc hẳn không phải chỉ để uống trà đâu nhỉ viên viên mọi người gọi con về đây vì lâm thị lâm chi mẫn vỗ tay một cái lập tức có người đưa cho cô một tập tài liệu lâm viên viên nâng mí mắt nhìn lướt qua tập tài liệu cũng không có trực tiếp cầm lên xem mà chỉ chống tay lên bàn trào phúng thì đưa cho tôi cái này làm gì tôi nói rồi Tôi chỉ lấy 25% cổ phần ông nội để lại cho tôi Còn hoạt động hay báo cáo của Lâm Thị Tôi không quan tâm Lâm Thị đang gặp khó khăn Hạng mục hợp tác với tập đoàn nước ngoài gặp rắc rối Nếu như hạng mục này không thành công Lâm Thị sẽ khó mà xoay vòng được vốn Tôi thì có thể giúp gì cho Lâm Thị Một trợ lý nhỏ bé như tôi Viên Viên Mày định lừa dối tụi tao đến bao giờ Đừng nghĩ chuyện mày qua lại với Phong Kỳ tụi tao không biết Hả? Thì ra về quan hệ giữa tôi và Phong Kỳ Nên ông mới nhớ đến đứa con gái này sao Lâm viên viên nghe xong Liền ngả lưng ra sau ghế nhếch môi khinh thường Được Tôi cũng nói luôn Các người đừng mong dựa vào quan hệ của tôi và Phong Kỳ Để nhúng tay vào Lâm ra Mày Viên viên Con phải nghĩ đến công sức của ông nội chứ Lâm chỉ mẫn thấy cô sao động liền nói tiếp Lâm thị là công sức là mồ hôi nước mắt của ông nội con Ông nội là người thương con nhất mà Lâm viên viên xoa xoa mi tâm Mệt mỏi đứng dậy Cô nhận áo khoác và túi sách từ cô hầu gái Lâm thị tôi sẽ để tâm Nhưng các người đừng mong chờ quá nhiều Lâm trì viễn cùng Lâm chi mẫn thầm thở vào nhẹ nhõm Nếu cô đã nói vậy Cứ xem như là vấn đề xoay vòng vốn đã được giải quyết một phần Lâm viên viên rời khỏi Lâm ra Bắt một chiếc xe đi ra cầu lớn Đứng trên cầu mặc gió thổi vào người Làm gió mang theo hơi lạnh Làm cô khẽ run Cái lạnh không phải do gió Mà là do lòng cô lạnh Khẽ ôm lấy chính mình Nhìn những đàn cò trắng bay về tổ Gió dập dành đưa con sóng Hai bên bờ sông là những chiếc thuyền nhỏ Những gia đình nhỏ Cô mỉm cười một nụ cười thật đẹp Cũng thật thê lương Đến chim còn có nhà để về còn cô cô có gì một chiếc áo khoác rơi xuống bờ vai cả người được bao trọn trong vòng tay ấm áp ôm lấy tấm lưng của hắn lâm biên biên không ngừng rụi đầu vào trong lồng ngực vững chắc không còn những đêm lạc lõng cô đơn không còn những bất an lạnh lẽo hắn cho cô cảm giác an toàn mà cô mong ước phong kỳ ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô cảm thấy cô đang run lên từng đợt hắn đau lòng vuốt tóc cô hôn lên mái tóc cô dùng hơi ấm và tình yêu lấp đầy khoảng trống trong cô viên viên còn có anh phong kỳ à em yêu anh ngoan anh cũng yêu em không phải ai sinh ra cũng mạnh mẽ chẳng qua họ giấu sự yếu đuối của mình tốt hơn người khác mà thôi tối hôm đó thẳng đến khi người trong lòng cựa quậy lần thứ nờ phong kỳ bất lực vươn tay bật chiếc đèn ngủ lâm viên viên áy náy nhìn hắn Em làm anh thức dậy à? Phong Kỳ xoay đầu cô dịu dàng hỏi Em có chuyện gì? Tại sao lại không ngủ được? Thấy tâm trí của cô biến đi đâu rồi Hắn cười gian đè cô xuống dưới người Nếu mà không ngủ được Chúng ta có thể làm ít chuyện tốt đẹp Lâm viên viên chun mũi đấm nhẹ vào ngực hắn Anh đừng có vô sỉ như vậy chứ Người ta thực sự có chuyện phiền lòng Phong Kỳ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, hôn lên môi cô một cái, rồi lật người để cô tựa lên ngực mình. Có chuyện gì thì nói cho ông xã nghe đi. Cô lắng nghe tiếng tim của hắn đập, tay nhỏ nghịch những chiếc cúc áo. Là chuyện của Lâm Thị. Ngừng một chút cô nói tiếp. Em không muốn làm phiền anh. Chuyện Lâm Thị, anh cho thư ký Trương lo liệu xong rồi, cô nghe xong liền bật người dậy sống mũi cay xè ôm chầm lấy hắn nghẹn ngào kỳ à hoan gọi ông xã đi ông xã em cảm ơn anh phong kỳ buồn cười ôm chặt lấy người đang không ngừng làm nũng ở trong lòng mình giữ chặt cô lâm viên viên cọ cọ đầu vào trong lòng bàn tay hắn rồi ngước mắt lên hỏi bớt anh có muốn làm thùng rác tâm sự của em hay không Hắn cúi đầu hôn lên mũi cô cưng chiều Được Cô nằm gọn trong vòng tay của hắn Tìm tư thế thoải mái nhất Bắt đầu nhớ về lúc trước Từ lúc sinh ra đến khi 12 tuổi Lâm Viên Viên luôn nghĩ Mình là cô bé hạnh phúc nhất trên đời Có ba mẹ yêu thương Có ông nội cưng chiều Có các chú thím khích lệ Nhưng hạnh phúc chẳng bao lâu Thì Lâm Chi Viễn đã dẫn mẹ con Lâm Tuyết Nhi về Ông cô rất tức giận, còn đánh ông ta một trận rất nặng. Ông cho người đưa hai mẹ con Lâm Tuyết Nhi ra khỏi nhà chính. Năm đó lần đầu tiên cô thấy mẹ khóc. Lần đầu tiên cô thấy kinh tởm người cha của mình. Lâm Chi Viễn ra ngoài nói với Lâm Tuyết Nhi là con bạn của ông ta, chẳng may bạn của ông ta chết đi, ông ta nhận ả làm con nuôi. Cả giới thương trường ai nấy đều khen Lâm Chi Viễn có tình có nghĩa. Chỉ có Lâm Gia nghe chuyện này xong đều cười nửa miệng. Đúng là lừa thiên hạ. Ai chẳng biết Lâm Tuyết Nhi là con rơi do ông ta ngoại tình mà nên. Ông nội cô năm đó rút đi 5% cổ phần của Lâm Chi Viễn sang tên cho cô, khiến cho ông ta vô cùng tức giận. Còn rất nhiều lần đánh cô. Mẹ cô suy sụp hoàn toàn. Bà không khóc cũng không tức giận. Nhưng bà không để mẹ con Lâm Tuyết Nhi bước vào gian nhà chính của Lâm Gia. Lâm Trì Viễn cũng không để ý Suốt ngày chỉ ở bên hậu viện của hai người đó Mẹ cô cũng chỉ cười bảo người dọn dẹp hết đồ của ông ta Ném sang hậu viện Lúc đó ông ta mới quay về Mấy năm liền sau đó Ngoại trừ việc mẹ con Lâm Tuyết Nhi suốt ngày tỏ ra đáng thương Thì mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát Cho đến khi mẹ cô tai nạn giao thông mà mất Năm đó cô mới chỉ 16 tuổi Sau khi mẹ cô mất lâm tri viễn liền đón mẹ con cô ta vào nhà chính như một bà chủ cô biết nhưng cô mặc kệ tình cảm cha con mười mấy năm trời xem như chấm dứt trên những hành động giấu kim của mẹ con lâm tuyết nhi cô vờ như không thấy lâm viên viên này còn sống thì hai mẹ con cô ta cũng không làm dược gì vì cô mãi là đại tiểu thư lâm gia còn lâm tuyết nhi mãi chỉ là con gái nuôi mà thôi Ông nội cô dù tức giận Nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua Cho đến khi Lâm Tuyết Nhi lỡ tay đẩy cô xuống hồ bơi Trong trời tháng 12 Nước lạnh đến thấu xương Lần đó cô mất một nửa cái mạng Còn cô ta chỉ bị phạt quỳ ba canh giờ ở từ đường Ông nội cũng không nhẫn nhịn được nữa Ông liền cho người ném mẹ con cô ta ra sau hậu viện Mãi mãi không được xuất hiện ở nhà chính lần nữa còn Lâm Tuyết Nhi dù sao cũng là con cháu ông Nên ông cũng chỉ rút quyền thừa kế của cô ta Một trận bệnh của cô xem như nhổ được luôn hai cái gai trong mắt Từ đó cô sống liền với ông nội tại khu phía Tây Lâm Trạch Đến năm 18 tuổi cô liền xin đi du học Tận đến khi ông cô mất Phòng kỳ khẽ xoa lưng cô Giọng cô nghẹn ngào nước mắt chảy dài Năm đó ông bệnh Nhưng không nói với em Em là đứa cháu bất hiếu Được rồi Không khóc Em khóc xấu quá cơ Vừa lau nước mắt cho cô hắn vừa vỗ lưng cô dỗ dành Em hận Lâm Chi Viễn Em hận Lâm Tuyết Nhi Em hận Lâm ra không có tình người Ngoan Hôm sau anh cùng em đi thăm ông nội Lâm viền viền sụt xịt Ít cái rồi nắm lấy tay hắn Mười ngón tay ôm chặt vào nhau Được cuối tuần này em dẫn anh ra mắt ông nội và mẹ em hắn xoay đổ cô ôm chặt cô vào lòng tắt đèn ngủ được rồi ngủ đi lúc lâu sau nghe tiếng thở đều đều của cô hắn mới nhẹ nhàng xuống giường sửa lại chăn cho cô rồi bước thật khẽ ra phòng khách chỉ thấy lúc lâu sau mới nghe tiếng khe khẽ giao hết cho viện kiểm sát đúng càng lâu càng tốt Ngày hôm sau, khi Lâm Phiên Phiên còn ngáy như heo chìm trong bàn tiệc với Chu Công, thì Lâm Gia đã gà bay chó sủa. Người của viện kiểm soát tay cầm lấy tạm giam từ tốn nói. Cô Lâm Tuyết Nhi, cô bị bắt vì bị nghi ngờ gian lận trong thương bại. Mong cô hợp tác cùng chúng tôi điều tra. Lâm Tuyết Nhi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đến khi tay bị còng lại dẫn ra xe cảnh sát, cô ta mới hoàn hồn nhìn về phía Lâm Chi Viễn. Ông ta bị dọa cho mặt trắng bệch như người chết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lúc Lâm Viên Viên nhận được điện thoại của tòa án đã là ba ngày hôm sau. Nghe dòng điện thoại, cô vẫn ngơ ngác. Bộ cô mù thông tin lắm sao? Chuyện lớn thế này mà đến bây giờ mới biết. Tinh tinh tinh. Ô, là đại bót. Lâm Viên Viên vừa thắt nơ vừa nghe điện thoại. Ông xã, nhận được điện thoại của tòa án rồi phải không? Ừ. Nghe giọng có chút đúng điệu của cô làm Phong Kỳ bất giác nở nụ cười. Chuẩn bị đi, anh chờ em đến tòa án. Vâng ạ. Tòa án nhân dân thành phố A. Lâm Viên Viên, mày đứng đó, mày đã đủ mất dạy. Mà sao lại hại em gái mày? Khi cô vừa mới xuất hiện, Lâm Chi Viễn đã như thú nổi điên chạy về phía cô, đẩy cô thật mạnh. Lâm Viên Viên choáng váng theo quán tính lùi ra sau mấy bước. Phong Kỳ nhìn một màn như vậy, khuôn mặt yêu nghiệt lập tức trở lên thâm trầm. Đưa tay ôm lấy Lâm Viên Viên, đang ngơ ngác vào lòng, lệnh giọng: Lâm Chủ tịch xin tự trọng. Phu nhân của tôi đã làm gì mà ông lại đụng tay đụng chân như thế? Nó là con tao. Tao có quyền dạy. Ông mất cái quyền làm ba từ lâu lắm rồi, Lâm Chi Viễn ạ. Cô sửa lại quần áo Chào phúng nhìn Lâm Chi Viễn Cô vì cái gì mà tự mình đa tình Tự mình bảo rằng ông ta vẫn xem cô là con Lâm Viên Viên tỉnh ngộ đi Mày đừng mãi là con ngu như thế Cảm nhận được người trong lòng đang run lên Hắn đau lòng vuốt tóc cô Nằm lấy tay cô kéo cô vào trong ngực xét xử Lúc ngang qua Lâm Chi Viễn và Lâm Chi Mẫn Hắn thả chậm bước đi Nói rất nhẹ nhàng Lâm Thị tôi kéo lên được, cũng kéo xuống được. Mặt Lâm Chi Viễn lập tức trắng bệch, Lâm Chi Mẫn cũng như con chó nhỏ cụp đuôi, vẻ mặt hào hứng cùng tức giận lúc nãy cũng biến mất. Hai người nhìn nhau không khỏi lắc đầu. Giữa Lâm Thị và Lâm Tuyết Nhi ai cũng biết cái nào nặng hơn. Buổi xét xử bắt đầu, vốn dĩ Lâm Chi Viễn định ra tay cứu Lâm Tuyết Nhi, đồng thời đổ tội lên Lâm Viên Viên để giành lấy 25% mà cô đang giữ người tính không bằng trời tính cả ván cờ mà ông ta tự tin ngay từ đầu đã bị phong kỳ làm chủ từ lâu vậy thì con cờ lâm tuyết nhi không thể giữ lại được rồi lâm tuyết nhi mặc đồ tội phạm đứng trước vành móng ngựa lần lượt trả lời những câu hỏi từ viện kiểm soát mặt cô ta mỗi lúc một trắng bệch đưa mắt nhìn về phía lâm chi viễn và lâm chi mẫn Thấy hai người đó thản nhiên tránh ánh mắt của mình Lâm Tuyết Nhi biết cô ta đã bị loại ra khỏi ván cờ này Thầm cười khinh bỉ Nếu không phải mẹ cô ta đang trong tay hai người đó Cô ta nhất định không bao giờ phải đứng một mình ở đây Khẽ đưa ánh mắt rời khỏi Lâm Chi Viễn Lâm Tuyết Nhi lại nhìn thấy một màn Là cô ta tức đến muốn thổ huyết Nhìn Lâm Viên Viên đang được ôm trong vòng tay đầy cương chiều của Phong Kỳ Cô ta không cam tâm vì cái gì vì cái gì mà lâm viên viên sinh ra đã hào nhoáng còn cô ta thì bị mọi người khinh thường vì cái gì mà lâm viên viên luôn được người khác bao bọc chăm sóc cái tốt đẹp gì cũng xoay quanh cô hết mực mạc ứng vũ rồi đến phong kỳ ai cũng quan tâm cô hết còn lâm tuyết nhi cô ta có cái gì cô ta chẳng có cái gì hết nếu lâm tuyết nhi này phải chết ở đây thì lâm viên viên mày cũng không thể sống vui vẻ được đâu ở bên này lâm viên viên không hề biết suy nghĩ độc ác của lâm tuyết nhi cô đang mải suy nghĩ về chuyện của lâm thị đang nghĩ cái gì ngước mắt nhìn hắn một chút cô mím môi nói nhỏ em đang xem thử có nên thay đổi chủ của lâm thị hay không em định thay đổi người nào con trai của chú em có năng lực nhưng thiếu người nâng đỡ được nghe theo em cảm ơn anh em có thể cảm ơn bằng một việc khác vô cùng ý nghĩa. Khẽ nhéo eo hắn một cái, xoay người nhìn lên quan tòa. Đây là tòa án, anh đừng đáng một chút đi. Tuấn lệnh bà xã. Quan tòa tuyên án phạt Lâm Tuyết Nhi 5 năm tù và 10 triệu tiền phạt. Mọi người, ai nấy đều đứng dậy ra về. Lâm viên viên cũng đứng dậy ghé vào tai phong kỳ thì thầm. Anh ra lấy sai đi, em lại báo cuộc họp cổ đông cho ba và thím em biết. Được rồi, không được tức giận, tức giận nhiều sẽ xấu đi đấy." Phong Kỳ cương chiều bẹo má một cái, nhân lúc không ai để ý hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi từ tốn ra khỏi phòng xét xử. Lâm Viên Viên chửi thầm một tiếng, ôm khuôn mặt đỏ bừng đến chỗ Lâm Chi Viễn và Lâm Chi Mẫn. Chưa kịp đến nơi cô đã nghe thấy giọng châm biếm của thím cô. Lâm đại tiểu thư Hai em gái và tù thấy xuân sắc ra nhỉ Ồ oh, Cảm ơn thím đã quan tâm Tôi nhổ được cái gai trong mắt Tâm tình đang thấy rất tốt Mày Tôi đến để báo cho các người Về cuộc họp cổ đông sắp tới thôi Mày định làm gì Tôi á Tôi định thay đổi chủ của Lâm Thị Hai người thấy thế nào Sắc mặt của Lâm Chi Viễn đại biến tức giận Lâm Viên Viên Mày có ý gì có ý gì nữa Bà già rồi Nên rút lui thôi phải không Lâm viên viên cười nửa miệng Xoay người định ra phía cửa Bước chân của cô bị chặn lại Bởi một giọng nữ độc ác Lâm viên viên Mày chết đi Cô thấy Lâm Tuyết Nhi cười rộ lên một nụ cười xinh đẹp Nụ cười của sa tăng độc ác Trên tay cô ta cầm một chiếc dao Đang chạy như điên về phía cô Lý trí cô bảo chạy đi Mau tránh đi nhưng thân thể cô không nghe Cứ đứng sững ra đó Lâm viên viên nhắm mắt Chờ cơn đau bất tử đến Cô mở mắt một bóng đen ngã trước mặt cô Còn dao dính đầy máu Rơi xuống sàn Cô thấy Lâm Tuyết Nhi đang quỳ sủ trên sàn Cô vội khom người ôm lấy bóng đen đó Nước mắt rơi trong vô thức Ưng ừ, Vũ Ưng ừ, Vũ Tỉnh lại đi Khoa cấp cứu Bệnh viện thành phố A Lần Viên Viên nắm chặt bàn tay dính máu đã khô, thẫn thờ nhìn cửa phòng cấp cứu đóng chặt. Đèn báo vẫn còn sáng. Bảy tiếng rồi, ứng vũ đã ở trong đó bảy tiếng rồi. Phong Kỳ ra khỏi nhà vệ sinh. Trên tay cầm một cái khăn ướt, hắn nhìn với vẻ lặng câm của cô mà đau lòng. Nhìn phòng cấp cứu còn đóng chặt, hắn mím môi bạc. Tuy rất ác độc, nhưng hắn thực sự cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nếu như người nằm trong đó là cô thì Hắn không dám nghĩ đến nữa Hắn sợ mình sẽ phát điên lên mất Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô Nắm lấy bàn tay cô lau đi vết máu khô trói mắt Lâm viên viên đưa đôi mắt vô hồn nhìn hắn Cắn môi một giọt nước mắt cũng không rơi ra Phong kỳ nhìn bộ dạng của cô lại càng đau lòng Kéo cô ôm vào lòng Vỗ nhẹ lên lưng cô sỗ rảnh cô như một đứa trẻ Ngoan, tựa vào anh đi, có ông xã của em đây, em không cần phải mạnh mẽ. Khóc đi. Cô chỉ lặng lặng tựa vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim hắn đập. Cô cảm giác được sự an toàn và bình yên, nhưng Ứng Vũ vẫn còn nằm trong đó. Nước mắt cô trào ra, môi dưới bị cắn đến sớm máu, giọng cô khàn hẳn đi. "Ứng Vũ, anh ấy đã cứu em." "Anh biết, cậu ấy sẽ không sao đâu." Ứng Vũ em nợ anh ấy nghe giọng nghẹn ngào khắc lạ của cô anh lại càng ôm cô chặt hơn viên viên à ứng vụ sẽ không sao đâu em đừng suy nghĩ cũng đừng rời xa anh kỳ à em đau lắm em không biết phải làm gì nữa cô nức nở ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc cố gắng tìm cho mình một điểm tựa phong kỳ vuốt mái tóc cô dịu dàng hôn lên trán cô em tựa vào anh đi Ông Vũ sẽ không sao Đừng để mình gục trước cậu ấy, được không? Cả hành lang bệnh viện Chỉ còn mỗi cô và hắn Cô tựa đầu vào lòng hắn Mắt thơ thần nhìn vào không gian vô định Còn hắn thì nhẹ ôm cô vào lòng Tiếp cho cô hơi ấm Trong lòng nghĩ nên trả ơn Mạc thị thế nào Cạch, tiếng phòng cấp cứu mở ra Lâm viên viên vội vàng chạy đến Túm lấy tay của bác sĩ vội hỏi Bác sĩ ứng Vũ thế nào rồi? anh ấy thế nào rồi anh cô gái cứ bình tĩnh bệnh nhân không sao đã qua cơn nguy hiểm người nhà đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi ngày mai có thể vào thăm bệnh rồi lâm viên viên thở ra một hơi thần kinh căng như dây đàn đã được buông lỏng cô cảm thấy bỗng nhiên trời đất quay cuồng mắt tối sầm lại phong kỳ đỡ lấy cơ thể mềm oặt của cô bế cô lên gật đầu với bác sĩ nói câu cảm ơn rồi nhìn thư ký trương một cái thư ký trương nhận được ánh mắt của bót thân yêu lập tức hiểu ý mà chạy theo bác sĩ ân nhân của phu nhân là ân nhân của bót mà mà là ân nhân của bót thì nhân viên như anh ta phải đối xử như thượng đế phong kỳ hài lòng nhìn thư ký trương chạy đi mất hút cúi đầu nghe tiếng thở đều đều của cô để cho hơi thở thơm tho phả vào mặt mình khẽ hôn lên môi cô viên viên xảy ra chuyện gì cũng đã có anh ở đây rồi sau ba ngày mè nheo làm nũng giận dỗi ăn vạ các kiểu lâm viên viên mới được ra khỏi nhà dưới sự giám sát của đại bót yêu nghiệt hừ chỉ là ngất một xíu thôi có cần phải cấm túc người ta như vậy không phong kỳ nhìn người ngồi bên cạnh không vui xoay lưng làm ngơ với hắn không nhịn được mà cười một cái kéo người vào lòng hôn lên đôi môi hơi bĩu da của cô dụ rỗ bên đường ẩm thực vừa ra một cửa hàng món trung hoa rất ngon Nghe vậy, hai mắt cô tỏa sáng, vứt bay sự giận dỗi ba giây trước, sụi rụi vào lòng hắn làm nũng. Ngày mai em muốn đến đó. Được. Phòng 403, Bệnh viện thành phố A. Lâm viên viên cầm một bó hoa cẩm chướng to đùng, chừng mắt với mặt than bên cạnh. Em vào một mình. Không được, anh muốn vào thăm anh ta cùng em. Mà than không hài lòng chừng mắt lại. Tên kia là tình địch không thể để bà xã đi một mình như hiểu suy nghĩ của hắn cô xoa xoa mái tóc hắn dỗ dành như con cún nhỏ anh không ngoan em liền trở mặt đấy mặt than nào đó chỉ biết đứng khóc một mình nhìn bà xã đi vào hang cướp hắn rút điện thoại từ trong túi ra giọng lạnh như gió mùa đông hôm nay tăng ca hết cho tôi ngày mai tôi muốn báo cáo năm nay và kế hoạch năm tới đặt trên bàn không để đối phương tiêu hóa xong, phòng Kỳ liền cúp máy, nhìn đăm đăm vào cửa phòng 403 như muốn đốt cháy nó. Hắn không thoải mái thì đừng hòng ai dễ chịu. Ứng Vũ Mặc ứng Vũ đang thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, giật mình đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh nhẹ nhàng đó. Khóe môi hơi nâng lên, đáy mắt tràn ý cười. Tiểu viên ngồi đi. Lâm viên viên ôm bó cẩm trướng, cắm vào lọ hoa trên bàn ngồi xuống ghế mỉm cười hỏi thăm ứng ừ, vũ anh thấy thế nào rồi tốt hơn rồi bác sĩ bảo tuần sau có thể xuất viện cô hơi gật đầu áy náy xin lỗi bây giờ mới đến thăm anh được cũng cảm ơn anh đã cứu em mặc ứng vũ nhìn cô bằng đôi mắt thâm tình khẽ đưa tay đặt lên tay cô giọng hơi mất mát đừng khách sáo tiểu viên em không còn gọi anh là a vũ nữa lâm viên viên mỉm cười nhẹ nhàng rút tay ra quá khứ thì mãi là quá khứ chúng ta không thể sao không thể cho anh một cơ hội hay sao phong kỳ nắm chặt tay đấm mạnh vào tường bây giờ hắn rất muốn giết người cả người tỏa ra khí lạnh âm phủ cả người tựa vào cánh cửa phòng bệnh hắn nín thở chờ đợi giọng nói của cô chờ đợi quyết định của cô hắn ảo não nhận ra hắn không thể tự tin như trước nếu cô thực sự chọn người trong kia Hắn sợ sẽ bắt cô nhốt bên mình mất Lâm viên viên im lặng Như đang đánh giá độ thật lòng Của người trước mặt Đột nhiên cô bật cười Cô khẽ cúi người ôm lấy bụng cười đến vui vẻ Có trời mới biết Cô nãy giờ chỉ đang nghĩ ra Cái mặt than của hắn Khi nghe câu nói này của ứng vũ Thấy cô cười Mặc ứng vũ buông lỏng lo lắng Nắm lấy tay cô dịu dàng như nước Tiểu viên anh hứa sẽ cố gắng vì hạnh phúc của hai chúng ta Hai chúng ta Hạnh phúc Bộ cô đã nói gì rồi sao Lâm viên viên nghi hoặc im lặng đến đáng sợ Bỗng nhiên cô cảm thấy lạnh sống lưng Tóc cái cũng không nể mặt mà dựng lên Khẽ rút tay ra khỏi tay của mặc ứng vũ Cô mỉm cười Ứng vũ à Có phải anh đã hiểu lầm gì đó không Mặc ứng vũ dững người Cô liền nhàn nhã cầm lấy túi sách Thái độ vô cùng khách sáo ưng ừ, vũ hôm nay em đến thăm anh vậy thôi cảm ơn anh đã cứu em em mong là sau này lâm thị và mạc thị có thể hoàn hảo hợp tác còn chuyện anh nói xin lỗi người em yêu và muốn sống cùng hết quãng đời còn lại là phong kỳ cáo tử nói rồi cô cúi đầu một cái xoay người đi thẳng ra cửa đến nhìn người trên giường bệnh một cái cũng lười mạc ưng vũ nhìn bóng lưng của cô thầm cười nhạo chính mình lâm viên viên là một cô gái có chính kiến chính nó làm anh vừa yêu vừa hận cô luôn là người mạnh mẽ luôn không cần đến anh không cần anh che chở bảo vệ mọi chuyện dù khó khăn cô liền tự mình giải quyết điều đó khiến anh luôn cảm thấy mình vô dụng cũng chính là lý do anh quan hệ với lâm tuyết nhi cô ta là một cô gái mềm yếu dịu dàng và cần anh sau khi anh chia tay với viên viên anh chợt nhận ra rằng cô ấy không phải là một cô gái hoàn toàn mạnh mẽ cô ấy sẽ có lúc yếu đuối cần bờ vai để tựa vào đáng tiếc người đàn ông lúc đó bên cô không phải là anh nữa rồi mặc ông vũ đưa bàn tay còn vương ít hơi ấm của cô lên khẽ chạm vào những tia nắng đang nhảy nhót trong không gian từ bỏ thôi cô gái ấy đã hạnh phúc rồi anh tin rằng phía trước sẽ có người đi cùng anh sẵn sàng dựa vào anh chẳng lẽ hàng vạn tia sáng như vậy mà không có tia sáng nào chiếu sáng cho riêng anh sao mặc ứng vũ mỉm cười chạm vào những cánh hoa cẩm trướng Ây à, tương lai thật đáng mong đợi lâm viên viên bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại nhìn người đàn ông vẫn ở chỗ cũ đang nhắm mắt tựa vào tường cô cười tươi tung tăng chạy về phía hắn chạm vào mặt hắn khẽ làm nũng ông xã phong kỳ mở đôi mắt đen như mực ra Trái tim căng thẳng cuối cùng cũng buông xuống Âm khí xung quanh như thể có gió thổi qua cuốn sách Nhìn người con gái đang lắc lư trước mắt Kiềm chế sự vui sướng Nhẹ vòng tay ôm lấy eo nhỏ nhắn Hạ lên môi cô một nụ hôn dịu dàng dây dứt Người cô chọn là hắn Là Phong Kỳ Vài tháng sau Phong Gia và Lâm Gia có hỷ sự Cả giới thương trường và chính trị Ai nấy đều nô nức đến dự Lâm viên viên ngồi im cho nhân viên trang điểm xoay vòng vòng, bôi bôi chét chét lên mặt mình. Một lưới mỹ phẩm cao cấp. Bên cạnh là Tống Thủy Ân đang mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, mái tóc xoăn nhẹ buông thả, cả người toát lên vẻ mềm mại thục nữ. Còn mẹ nó, bộ mắt bị mù rồi sao? Nhìn đi nhìn lại, thì Tống Thụy Ân rõ ràng đang kéo váy lên tận đùi, ngồi chễm chệ trên sofa, vừa cắn hạt dưa, vừa phun nước miếng tung trời. Mềm mại ở đâu, thục nữ ở đâu Y như bà bán cá ngoài chợ thì có Nhìn con bạn thân không ra thể thống gì Ngồi xoay trên ghế lầm viên viên mặt nặng mày nhẹ cào nhau Con gái gì mà như mày Còn hơn mày đồ đàn ông Ờ Đồ đàn ông như tao còn có người rước đi Còn cái mặt Chiếc váy cưới mấy chục triệu Còn mày Đồ đàn bà như mày mà than ế Đồng chí Thụy Ân trọng thương ôm lấy tim ra vẻ đau đớn ngã xuống sofa ăn vạ. Ôi trời ơi, ngó xuống mà xem đi này. Bạn thân nó leo lên làm chủ rồi. Nó không xem ai ra gì nữa. Ôi mẹ ơi, con đau đớn quá. Em. <laughs> Tống Thụy Ân đang ăn vạ than trời. Bỗng giật mình nhảy xuống ghế, sửa lại váy dài, cười hiền nịnh nọt. Tổng giám đốc. Ừ, cảm ơn cô đã đến phong kỳ gật đầu đi về phía lâm viên viên đang ngồi đưa mắt nhìn quanh một cái nhân viên trang điểm cùng tống thụy ân tức thời cúi đầu cáo từ trước khi đi thụy ân còn ra vẻ mờ ám cười gian tổng giám đốc nhẹ nhàng nhé còn có bữa lễ nữa đấy trước khi ra ngoài còn nhẹ nhàng đóng kín cửa lại lâm viên viên mím môi thật muốn tháo giày cao gót ra mà nện cho con quỷ đó một trận phong kỳ cười khẽ nhìn cô viên viên Hôm nay em rất đẹp." Lâm Viên Viên đưa mắt nhìn hắn, đôi má khẽ ửng hồng, đứng dậy ôm lấy cổ hắn. "Tất nhiên rồi, hôm nay em là cô dâu, phải thật là xinh đẹp chứ." Hắn cười không nói gì, ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn lên môi cô, nhẹ nhàng thưởng thức không gian của hai người. Nửa phút sau, cốc cốc cốc. "Phong tổng, phòng phu nhân đến giờ cử hành hôn lễ rồi ạ." tiếng thông báo của cô nữ nhân viên đánh thức cô trong cơn say đỏ mặt đẩy hắn ra oán trách muộn rồi kìa anh làm son môi của em đi hết rồi phong kỳ ra vẻ luyến tiếc hôn nhẹ lên môi cô lần nữa không cần son môi em cũng rất đẹp rồi lâm trì viễn cầm lấy tay của cô trao cho phong kỳ ông không nói gì chỉ nhìn hắn một cái ông không có tư cách để dặn dò gì hắn vì cơ bản ông không xứng là một người ba Phong Kỳ nắm lấy tay cô Dắt cô lên cầu thang Dẫn đến người làm chứng Anh ta mỉm cười nói Phong Kỳ con có nguyện ý lấy Lâm Viên Viên làm vợ Cả đời chăm sóc đắng cay chia sẻ Nắm tay nhau đến cuối đường không Khẽ giết chặt bàn tay nhỏ của cô Hắn cười rạng rỡ như ánh nắng Con đồng ý ạ à? Lâm Viên Viên Con có nguyện lấy Phong Kỳ làm chồng Chưa đợi người làm chứng nói xong Cô đã nhanh nhỏ con đồng ý ạ Người làm chứng mặt toàn hát tuyến Anh ta háng giọng Mời chú rể cùng cô dâu trao nhẫn Cầm lấy chiếc nhẫn tinh xảo Hắn nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cô Nhìn cô nhận lấy chiếc nhẫn còn lại Đeo vào ngón tay mình Phong kỳ nắm lấy tay cô Lắng nghe tiếng tuyên của người làm chứng Trời đất chứng giám Tôi tuyên bố Lâm viên viên cùng Phong kỳ trở thành vợ chồng mời cô dâu cùng chú rể trao nhau một nụ hôn trong tiếng vỗ tay cùng chúc phúc của mọi người phong kỳ dịu dàng nhìn cô gái trước mặt ánh mắt đong đầy ôm lấy eo nhỏ hạ lên môi cô một nụ hôn lâm viên viên cũng vòng tay qua cổ hắn đáp lại nụ hôn của hắn cảm ơn anh phong kỳ cảm ơn anh đã đến bên em lúc em ngã gục cho em một vòng tay ấm áp cho em bờ vai để tựa vào cho em một gia đình hạnh phúc Đại bót của em, em yêu anh Ở một phía của bữa tiệc Một cô gái nhìn hai người trên khán đài Đến thẫn thờ Không cẩn thận làm đổ cả ly rượu Vào người đàn ông đứng một bên Cô lập tức cúi người liên tục xin lỗi Còn đưa khăn tay cho người ấy Xin lỗi ngài tôi vô ý quá Tử Uyên kia Mày có lại đây không thì bảo Cô gái tên là Tử Uyên lại cúi người Xúi vào tay người đang ôm một tấm danh thiếp Xin lỗi ngài Tôi là Mục Tử Uyên Có gì ngài hãy liên lạc với tôi Tôi có việc xin đi trước Mạc ứng vũ nhìn cô gái nhấc váy chạy vội đi Nắm trong tay tấm danh thiếp Và chiếc khăn tay Anh khẽ mỉm cười Mục Tử Uyên Tia sáng nhỏ bé của anh đến rồi Ngoại truyện Nhật ký bà bầu viên viên Đây là một câu chuyện xảy ra vào một năm sau khi đại bót kết hôn cùng viên viên. Bót! Cửa phòng họp bỗng bị đẩy mạnh, hai cánh cửa theo quán tính va phải bức tường phía trong, vang lên một tiếng rầm, rất là vui tai. Phòng kỳ đưa tay ra hiệu dừng lại với vị trưởng phòng vẫn còn đang báo cáo, để nỗi nước miếng văng đầy bàn. Hắn hơi nhú mày nhìn tên thư ký họ trương nào đó, tỏ vẻ bót đây đang rất không hài lòng. Thư ký trương lo mồ hôi vẫn đang túa ra như mưa trên chán, lắp bắp nói không ra hơi. Bót bót, phu nhân Nghe hai tiếng phu nhân phong kỳ liền bật dậy hỏi vội Phu nhân làm sao? Phu nhân... Còn nói nhanh lên con thủy bảo Phu nhân cô ấy... Còn mẹ nó phong kỳ, bà giết Thư ký trương còn chưa nói xong Người nào đó đã xông vào một cách vô cùng hùng hổ Lâm viên viên trên tay sách một chiếc kiếm nhật Mũi kiếm kéo lê thành một vệt dài trên sàn nhà Lưỡi kiếm lóe lên trong ánh mặt trời beng một tiếng chiếc ghế gần nhất đã vỡ làm đôi phong kỳ núp nước bọt nếu hắn nhớ không nhầm thanh kiếm này cô mua về để diệt sán cơ mà sao lại dùng ở đây vội vàng đưa mắt ra hiệu cho tên thư ký chết bầm nào đó một cái phong kỳ nở một nụ cười điên đảo chúng sinh làm hòa với vợ phiên viên em bình tĩnh đi ai bắt nạt em nói chồng nghe xem nào các nhân viên cấp cao của tập đoàn liền ba trên bốn cẳng chuồn ra khỏi phòng họp đùa ở lại chết oan thì mệt. Lâm Viên Viên vứt kiếm lên sàn nhà ngồi xuống ghế, đưa cho hắn một tờ giấy, mặt hầm hầm nhìn hắn như kiểu kẻ thù giết cha. Nhìn vào tờ giấy trước mặt Phong Kỳ chậm nhịp mất 5 giây, liền nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cô, không ngừng hôn lên mặt cô, kích động nói. Cầm anh cày bấy lâu, cuối cùng cũng nảy mầm rồi. Anh đi chết đi, anh bảo hai năm sau mới có con cơ mà, anh nói xem chuyện này là sao hả? vợ em bình tĩnh đi tức giận không tốt cho con đâu lâm viên viên nghe vậy liền cố gắng hạ hòa nhưng đôi mắt đằng đằng sát khí vẫn lườm hắn một cái sắc lẻm phong kỳ thấy vậy liền không vui đáng thương hề hề nhìn cô viên viên chúng ta kết hôn rồi có con cũng là chuyện thường chẳng lẽ em không muốn có con cùng anh hay sao hắn nhất định sẽ không nói là dạo gần đây của thân cận cùng tên tình cũ nào đó nên hắn mới chọc thủng áo mưa đâu. Lâm Viên Viên tất nhiên sẽ không nghe được tiếng lòng của người bạn nhỏ nào đó. Nhìn mặt của ai đó cô cũng hơi mủi lòng, vuốt vuốt mái tóc hơi rối của hắn, hơi bĩu môi. "Không phải, em rất vui, nhưng mà em còn chưa chuẩn bị tâm lý đâu." Nghe vậy Phong Kỳ liền vui vẻ xoa cái bụng còn chưa có dấu hiệu gì của cô, ngốc ngốc cười hai cái. "Không sao, chúng ta sẽ cùng chăm sóc con." từ ngày hôm đó phong lão gia đang vi vu chỗ nào đó cùng với bà xã của mình liền bị đứa con trai giỏi giang siêu đẹp trai mà ông tự hào nào đó lôi về nhét vào ghế chủ tịch hắc hắc cười hai cái ba vợ con có thai con phải chăm sóc cô ấy ba xem tập đoàn dùng con một năm nhé tiện thể cho con nhờ bà xã của ba luôn phong lão gia khóc không ra nước mắt con dâu con trai chỉ đối xử tốt với con thôi còn lão già này thì chỉ toàn là lợi dụng Lâm Viên Viên mang thai rồi đặc biệt khó chiều Nửa đêm canh ba thức dậy đòi ăn cơm sườn suất đặc biệt của khách sạn A nào đó Cách nhà 100km là chuyện bình thường Các quán ăn cũng dần quen với việc Đang nằm chăn ấm niệm êm Thì bị vị đại bót nào đó đập cửa om sòm Chỉ vì một bát cháo thập cẩm Hay một chiếc bánh quẩy ngọt Tuy vất vả như vậy Nhưng bạn nhỏ nào đó vẫn rất vui vẻ chịu đựng ngoại trừ một số lần bị bà xã cho leo cây bằng cách mua được thức ăn về rồi thì bà xã đã ngủ một cách say sưa và tất nhiên sẽ không có chuyện gì nếu sáng mai bà xã không nổi đoá cầm kiếm chém khắp nhà vì cái tội mua đồ ăn về muộn để bà xã chờ lâu ngủ trong cơn đói nhưng đối với bót phong kỳ thì đây cũng là chuyện nhỏ tí ti như con kiến mà thôi chuyện lớn là sau khi mang thai lâm viên viên rất thích xem phim tình cảm ba xu lúc 20 giờ đặc biệt thích xem những bộ phim có nam chính ngoại tình. Sau đây là một đoạn nhỏ thường ngày tại nhà bóp. buộc, dầm, choang. Phong Kỳ đang nấu ăn trong bếp thì nghe thấy một chuỗi những tiếng động khá quen thuộc. Lập tức tắt bếp, cởi tạp dề, chạy ra ngoài phòng khách, đen bàn. Cun đã hy sinh anh Dũng cùng với bạn điều khiển. Lâm Viền Viền liếc mắt nhìn Phong Kỳ một cái rồi tiện tay ném cái gối vào mặt. Tàn ông các người chẳng ai ra trò gì hết Tối nay ngủ phòng khách cho tôi Phong Kỳ khóc không ra nước mắt Vợ à Oan cho hắn quá Đừng vơ đũa cả nắm như thế chứ Bị ném gối là chuyện nhỏ Không được ngủ với vợ mới là chuyện lớn Tuy nhiên với bóp thì đây cũng chỉ là chuyện nhỏ Bằng cái chén uống trà mà thôi Chuyện lớn thực sự mới là đây lần viên viên mang thai Rồi đặc biệt đa sầu đa cảm đa nghi Phong Kỳ Trên người anh toàn là mùi nước hoa anh nói đi, anh vừa đi với ai? Tối nay ngủ ở thư phòng đi. Hoàn quá vợ ơi, trên người anh chỉ có mùi thức ăn thôi. Bớt, anh nói xem, em có phải rất khó chiều hay không? Nhất định phải nói thật cho em nhé. Em quả thật rất khó chiều, nhưng mà anh quả nhiên đàn ông các anh sớm đã thay lòng đổi dạ. Tối nay ngủ phòng khách đi. Khoan đã, vợ ơi, anh đã nói hết đâu. Ý anh muốn nói là khó chiều đến mấy anh cũng cưng em đến hết đời cơ mà Anh Em có phải rất khó chiều hay không Anh nói thật lòng đi Rút kinh nghiệm xương máu Phong Kỳ liền lắc đầu Không em rất ngoan mà Anh im đi đồ xào trá Anh còn nói dối tôi à Cút đi Tối anh ngủ ở thư phòng Sau khi mang thai Lâm viên viên hết sức tọc mạch chuyện nhà người khác Nhất là câu chuyện tình của người yêu cũ Cùng cô bé nghệ sĩ Dương Cầm nào đó Khiến bót vô cùng đau đầu nếu như không chiều theo ý cô thì thôi Khóc lóc làm nũng Rồi thì kiếm cũng mang ra luôn Vì vậy người ta vẫn thỉnh thoảng thấy đại bót Lén la lén lút theo dõi người nào đó Sau 9 tháng 10 ngày hành hạ ba ba Và một buổi đêm khuya Ngày thu chí Lần viền viền vô cùng bình tĩnh Ôm chiếc bụng bầu to đến bên ông xã Chuẩn bị giường chiếu Giọng nói không nghe thấy một gợn sóng nào Ông xã Em muốn sinh rồi Phòng kỳ không biết làm sao lại sau hai giờ hành hạ ba ba bé con chính thức chào đời lúc bé con cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc ánh dương đầu tiên chiếu rọi phong kỳ bé đưa bé trên tay hôn lên mặt con một cái lại hôn lên môi bà xã một cái rất vui vẻ nhìn những tia sáng đầu tiên con trai của ba con tên là phong minh nhé